300 năm trước, khắp nơi trên thế giới đột nhiên xuất hiện nhiều vết nứt không gian, vô số quái thú tồn tại trong truyền thuyết tràn vào, bí cảnh hiện ra, thảm họa giáng lâm, tận thế ập đến. Trong thảm họa này, nhân loại đã có được một cơ hội thức tỉnh chức nghiệp. Những người may mắn có tư chất mạnh mẽ có thể thức tỉnh thành nhiều nghề nghiệp khác nhau, những người này được gọi là chức nghiệp giả. Họ còn có thể thông qua việc giết quái thú khám phá bí cảnh để lấy tài nguyên và trở nên mạnh mẽ hơn. Và hôm nay chính là ngày các học sinh thức tỉnh thiên phú. Nữ giảng viên tên Lý Du lúc này đang cầm trên tay cuốn sổ đầu bài cất tiếng. Người tiếp theo, Lâm Lạc, lên sân khấu bắt đầu thức tỉnh. Lâm Lạc từ từ bước lên thức tỉnh đài cao cao tại thượng mà tự sướng. Tôi, Lâm Lạc, thân là người xuyên không, đã đến. Không nghi ngờ gì là người đặc biệt nhất trong tất cả các học sinh. Hãy chờ đợi để bị trói mắt đi nào. Người phàm ạ, theo truyền thống Tôi đã quá bình thường suốt nhiều năm này sẽ bắt đầu một cuộc sống mới hoàn toàn khác biệt, vừa lẩm bẩm thằng này vừa đặt tay lên trên đá thức tỉnh, đám bạn đồng học ở xung quanh thấy khí thế ngút trời mà Lâm Lạc tạo ra không khỏi đầy ngưỡng mộ thốt lên. Nhìn độ sáng này, chắc chắn phải là một nghề chiến đấu. Ôi, ánh sáng chói lóa, mấy em gái ở bên dưới lại mặt mày cau có lẩm bẩm, thật tức giận, ghen tị chết mất. Trời ơi, Lâm Lạc vốn không nổi bật chẳng lẽ lại có thể bay cao và xa như vậy được sao? Về phần mình thì Lâm Lạc vẫn trên thức tỉnh đài nhìn vào đá thức tỉnh đang tỏa ra kim sắc mà tự luyến. Kỳ nguyên của tôi, hôm nay sẽ là cột mốc Lâm Lạc trỗi dậy. Cuối cùng cũng đến, kết quả là chỉ sau thoáng chốc chờ đợi, bia đá thức tỉnh đã hiện ra kết quả rất khả quan, nghề nghiệp, mục sư, đánh giá cấp D, cao nhất từ dưới lên. Lâm Lạc mắt chữ A mùm chữ Á xịt keo cứng ngắc tại chỗ mà thốt lên, âu sét, mục sư ư. Ừ. Nữ giảng viên Lý Du lúc này cười tươi giói thản nhiên bảo, đánh giá nghề nghiệp loại d chúc mừng lâm lạc thành công tỉnh thức trở thành một nghề hỗ trợ trong các nghề chiến đấu đám đông lập tức nháo nhác bàn tán xì vả mục sư tôi không nghe nhầm chứ là nghề hỗ trợ trị liệu kiểu như bảo mẫu là người có thể hồi máu chữa lành vết thương trị bệnh giải trừ trạng thái bất thường đấy anh em ạ à. đúng rồi chính là bảo mẫu đó nhưng không phải chỉ có con gái mới có thể thức tỉnh bảo mẫu sao lớp mình lại có một người con trai là bảo mẫu à đám đông lúc này không ngừng miệt mai đồng thanh hô bảo mẫu nam bảo mẫu nam đi qua kìa chúng mày ơi lâm lạc bước xuống đài thức tỉnh trong sự tủi nhục tới cùng cực từ những câu bảo mẫu nam từ đám đồng học cùng trăng lứa cũng may có mấy thằng bạn tốt lúc này động viên an ủi anh đừng thất vọng nữa không phải là thức tỉnh nghề dọn dẹp nấu ăn đâu phần lớn người còn không có nghề nghiệp nữa mà nghề hỗ trợ cũng rất hiếm bảo mẫu lại càng là đối tượng được bảo vệ trong đội rất được trụng đấy thằng bạn đầu đinh thậm chí lúc này còn bông đùa bảo lâm lạc nhanh đến hồi máu cho tôi một chút cho tôi thấy lòng độ lượng của cậu đi lâm lạc nghe vậy liền hùa theo mấy thằng này giơ ngón giữa a à la ngón trỏ xuống dưới bảo được thôi muốn thấy lòng độ lượng của tôi chứ gì tôi đảm bảo các cậu sẽ chết sạch vì hết máu đợi đến khi nào các cậu bị thương cần tôi trị liệu mấy thằng bạn nghe vậy rén vãi bíp không dám phản đam lẩm bẩm với nhau cơm mự nấu mục sư là cọng rơm cứu mạng khi bị thương nặng kết thân thêm một mục sư chẳng khác nào có thêm một mạng đâu không thể đắc tội được lỡ như mục sư giở trò khi trị liệu thì chết cũng không biết vì sao mà chết đấy lâm lạc lúc này hừ lên một tiếng khoanh tay đắc chí hiểu tình hình là tốt rồi còn cái biệt danh bảo mẫu nam thì bỏ đi gọi là ba bảo mẫu nghe còn hay hơn á hai cấp bậc nghề nghiệp được chia thành s a b c d tôi lại là cấp d yếu nhất còn là nghề hỗ trợ nữa đây nào phải là tôi một bước lên trời rõ ràng là tôi hỗ trợ người khác một bước lên trời mà chợt một giọng nói quen thuộc vang lên sau này tôi sẽ dẫn bạn đi cùng đội để tăng cấp. Lạc ca, đừng nản chí. Lâm Lạc nghe vậy chán chẳng buồn nói dơ hai tay ra đáp. Chúng ta à, một người là hồi máu, một người là đỡ đòn. Cùng đội để làm bao cát cho quái vật à. Lúc này ta biết được, thanh niên mình dây đang dơ ngón cái với Lâm Lạc này chính là Đường Thành, bạn thân của Lâm Lạc, nghề nghiệp, kỵ sĩ đá, xếp hạng. C. rồi bất chợt một cột sáng khủng bố phát ra từ đài thức tỉnh khiến toàn trường ngơ ngác đường thành lúc này ối rồi ôi thốt lên ánh sáng chói lóa quá Ai đang làm màu thế? Chỉ thấy trên đài lúc này là một cô gái với băng giá bao quanh. Giọng của nữ giảng viên Lý Du lần nữa vang lên thông báo. Liên Dĩ Ngưng, thức tỉnh thành công, nghề nghiệp, linh hồn tuyết nữ, mắt người đẹp tên Dĩ Ngưng lúc này sâu thẳm băng lãnh như ánh pha lê dưới đáy vực sâu. Xếp hạng của cô nàng là hạng A nhất phẩm. Đám đông lúc này bắt đầu tiếp tục xôn xao bàn tán. Cô ấy thường ngày học giỏi như thế, thức tỉnh được nghề A cũng là chuyện hợp lý thôi. Oa, wow, không hổ danh là hoa khôi Liên Dĩ Ngưng, lại thức tỉnh được nghề nghiệp hạng A. gì thức tỉnh cái gì cũng do số mệnh liên quan gì đến ngoại hình và thành tích chứ lâm lạc lúc này nhìn người đẹp học bá dĩ ngưng bước xuống đài mà không khỏi cảm thán chói mắt thật đấy người đẹp giảng viên tới đây dành lời có cánh cho cô trò cưng mà bảo tuyệt vời dĩ ngưng với nghề này em có thể chọn bất kỳ trường đại học nào trên toàn quốc dĩ ngưng đầy khiêm tốn nói cảm ơn cô tiếp theo đó vương đông thất bại trong việc thức tỉnh trương ninh thất bại trong việc thức tỉnh lý nhạc thất bại trong việc thức tỉnh chu lâm thành công trong việc thức tỉnh nghề nghiệp sinh hoạt là đầu bếp, Lâm Lạc liên tiếp chứng kiến bạn học thất bại trong việc thức tỉnh lúc này không khỏi cảm thán, định mệnh đều là số phận cả ha, nhấp vào mở bảng trạng thái hệ thống ra anh thầm tính toán. Trước hết, hãy mở bảng thuộc tính cá nhân chỉ mình xem có thể thấy gì đã. Lúc này hệ thống cho ta biết. Lâm Lạc, mục sư, kinh nghiệm, không trên 100, sức mạnh, 5, thể chất, 4, nhanh nhẹn, 4, tinh thần, 6, kỹ năng 3 chấm. Lâm Lạc chợt mắt chữ a mồm chữ á thốt lên, cái gì? kỹ năng phá vỡ ra sao? Level 1 phá vỡ ra. Đây là thứ gì vậy chứ? Là kỹ năng biến dị sao? Cái quái gì vậy? Chưa từng nghe thấy bao giờ. Nhìn mô tả kỹ năng có vẻ giống với hồi phục thuật, nhưng hiệu quả hoàn toàn ngược lại. Theo đó, phá vỡ ra là một kỹ năng biến dị, có thể làm ra mục tiêu nổ tung ngay lập tức, bỏ qua 50% đến 100% lực phòng ngự của mục tiêu, gây đau đớn và chảy máu liên tục cho đối thủ. Lâm Lạc đọc tới đây bắt đầu cảm nhận được ý vị tuyệt vời của kỹ năng biến dị này của mình mà cười thầm không thôi. Nếu như hồi phục thuật có thể làm lành vết thương, giảm đau đớn, thì kỹ năng phá vỡ da này hoàn toàn ngược lại, tạo ra vết thương và thậm chí còn rắc muối lên khấu đuôi của đối thủ nữa cơ. Hiện tại cấp độ của tôi vẫn chưa đủ, chưa có điểm kỹ năng, không thể bật kỹ năng mới. Không biết kỹ năng dẫn xuất của phá vỡ da sẽ là gì, đợi đã, liệu tôi có thể nghĩ như thế này không? Nếu kỹ năng cơ bản ban đầu của tôi là kỹ thuật chữa lành và nó biến thể thành kỹ thuật làm bùng nổ làn da, nhanh, điều đó không phải có nghĩa là tôi có thể khiến kỹ năng của mình biến đổi sinh ra dị biệt hay sao thực sự thứ này rất đáng thử bước đầu tiên dĩ nhiên là mua sách kỹ năng rồi đường thành thấy lâm lạc cứ ngẩn to te lẩm bẩm cái gì đó liền lo lắng hỏi lạc ca cậu đang làm gì thế tôi nhớ là gì là một thủy thủ của nghề nghiệp sống thường xuyên trôi giạt bên ngoài gần đây có về không lâm lạc không mấy quan tâm tới thằng bạn mà trả lời qua loa trời suýt nữa thì quên mất cậu còn là đại gia ngầm không ba tháng trước có nói chuyện một lần bây giờ có lẽ đang ở biển nói là chạy xong chuyến này có thể nghỉ một tháng thì phải. Trên thức tỉnh đài lúc này nữ giảng viên tuyên bố chốt sổ. Nghề nghiệp tỉnh giác kết thúc, vậy tôi tuyên bố mọi người có thể về nhà nghỉ ngơi rồi. Dĩ nhiên nếu không thức tỉnh thành công hoặc chỉ thức tỉnh được nghề nghiệp sống, các bạn cũng đừng nản lòng, cuộc đời còn dài. Chúc mừng các bạn thức tỉnh được chức nghiệp chiến đấu. Đường Thành thấy Lâm Lạc Phóng như bay ra khỏi khán phòng liền hỏi với theo. Lạc ca anh chạy nhanh vậy làm gì? Lâm Lạc trả lời ngắn gọn là có việc gấp. Rồi trực tiếp chim té khỏi nơi này. Anh rất muốn biết rốt cục kỹ năng dị biến này sẽ biến đổi thành cái gì? Đã đặt mua hai kỹ năng mới, nhanh về nhà thử nghiệm mới được, Đường Thành và Dĩ Ngưng lúc này đang hết sức lo lắng nói. Lâm Lạc thức tỉnh trở thành mục sư, chắc trong lòng cậu ấy không cảm thấy thất vọng lắm chăng? Tại nhà của Lâm Lạc, lúc này shipper giao hàng tới đang thông báo, biêu phẩm đã được nhận, nhớ đánh giá năm sao nhé. Cầm trên tay hai quyển trục Lâm Lạc lúc này đầy hứng khởi muốn test thử skin mới của bản thân, một bên là phép hồi máu, bên còn lại là phép bình tĩnh. Lâm Lạc mắt nhắm nghiền bắt đầu học kỹ năng màn hình hệ thống lúc này hiện ra thông báo đang học kỹ năng chợt mắt lâm lạc mở ra thốt lên xuất hiện rồi chỉ thấy trước mặt anh hiện ra hai cửa sổng thông báo bạn đã học được kỹ năng sốt máu level 1, là một kỹ năng biến dị ngay lập tức làm tăng nhiệt độ máu trong cơ thể mục tiêu lên từ 2 đến 5 lần gây nội thương lớn và đưa mục tiêu vào các trạng thái tiêu cực như chậm chạp mê man buồn nôn vân vân thuật tăng cường đau đớn level 1 là một kỹ năng biến dị khác có thể tăng gấp đôi sự đau đớn mà mục tiêu phải chịu đọc tới đây mặt lâm lạc thộn ra thốt lên nhiệt độ tăng chẳng phải là cảm cúm sốt sao đã sốt rồi thì không thể không chậm chạp chóng mặt và buồn nôn nếu kết hợp với thuật ra nổ thêm chút máu sau đó thêm thuật đau đớn này nữa sẽ là không ngờ tôi thực sự có khả năng làm cho kỹ năng biến dị có tuyệt chiêu này xem ai còn dám coi tôi là y tá nữa chợt một tin nhắn hiện ra trên màn hình điện thoại của lâm lạc nhóm luyện tập trước kỳ thi cấp độ sâu level 1, kỹ năng biến dị sự đau đớn bạn đã được thêm vào nhóm chat Lâm Lạc tới đây không khỏi thắc mắc, là thầy Lý thêm vào sao? Nhóm còn có liên dịch ngưng nữa, thì ra là vậy, tất cả những người thức tỉnh nghề chiến đấu hôm nay đều đã được đưa vào nhóm. Theo đó nhóm gồm 8 thành viên tất cả. Lúc này nhóm luyện tập trước kỳ thi có tin nhắn. Lý Du yêu cầu, tất cả các học sinh chú ý, các em có 10 ngày nghỉ ngơi, 10 ngày sau sẽ tập trung đến tháp thí luyện để thi. Trong 10 ngày này, nhà trường sẽ tổ chức cho tất cả những người có nghề chiến đấu đi luyện tập bên ngoài, mong rằng mọi người nhiệt tình tham gia cố gắng trong kỳ thi 10 ngày sau nâng cấp lên mức cao nhất. Những học sinh muốn hành động tự do hoặc có kế hoạch khác, nhà trường đặc biệt cung cấp địa điểm thí luyện riêng cho các em. Lâm Lạc đọc tới đây liền cười độc ác bảo, he he kỳ thi 10 ngày sau à, đến lúc đó liền để các ngươi biết được, bổn đại gia ta lợi hại tới mức nào. Tới khi đó thì tất cả các người đều sẽ phải nếm trải nỗi đau đớn của kỹ năng biến dị mới của ta. Sáng ngày hôm sau, tại trường học nơi diễn ra kỳ thi sát hạch thức tỉnh giả, lúc này cô bạn thân đang vừa đi vừa thắc mắc hỏi, dĩ ngưng sao lại không vui thế, có phải là vì lo lắng cho Lâm Lạc không? Người đẹp hoa không họ liễu được hỏi liền mặt đỏ tía tai chối bay chối biến. Đừng, đừng nói bừa, tớ còn lâu mới lo cho tên đó. Cô bạn không chịu buông tha đầy mỉa mai, vẫn còn muốn lừa tớ sao? Mắt cậu sắp mọc trên người cậu ta luôn rồi đó có biết không? Diệp ngưng cậu phải suy nghĩ thật kỹ, hiện giờ không giống với lúc trước nữa rồi. Thức tỉnh ngành nghề cấp bậc A, cậu có thể ứng tuyển vào những ngôi trường thuộc hàng top, còn Lâm Lạc sẽ khó mà làm được khoảng cách giữa hai cậu chắc chắn sẽ ngày càng xa muốn bày tỏ thì phải tranh thủ lúc này mới được đó dĩ ngưng nghe vậy đầy ngượng ngùng không biết nói gì chờ dương hạo nhiên một kẻ vừa mới thức tỉnh chức nghiệp ma kiếm sĩ bước vào bảo diệc ngưng nghe nói cậu cũng thức tỉnh ngành nghề cấp a thật tốt quá cậu tính thi vào trường nào có thể nói cho tớ biết không cô bạn thân của dĩ nhiên lúc này không khỏi thầm đánh giá gã dương hạo nhiên ở lớp một này lúc trước cậu ta theo đuổi dĩ ngưng bây giờ thức tỉnh được ngành nghề cấp a ma kiếm sĩ rồi không ít bạn học nói hai người họ rất xứng đôi vừa lứa nhưng cụ thể ra sao thì còn phải xem thái độ của diệt ngưng cái đã dĩ ngưng lúc này cất tiếng bày tỏ thái độ với tên hạo nhiên dương hạo nhiên tớ tên là liễu dĩ ngưng hãy gọi đủ họ tên của tớ cô bạn thấy thái độ này liền không khỏi cảm thán từ chối thẳng thường luôn không để người ta có cơ hội vuốt mặt. Nói rồi dĩ ngưng liền kéo tay cô bạn bước đi để lại thêm một câu. Còn nữa, thi vào trường đại học nào là chuyện riêng của tới, không liên quan gì đến câu cả. Con hàng hạo nhiên bị từ chối thẳng thừng liền cay giái lắm liếm mép đầy bệnh hoạn chửi, tỏ vẻ thanh cao gì chứ. Thật sự tưởng là ông đây không biết chuyện mày lén lút viết thư tình cho lâm lạc sao. Thằng đó bây giờ chỉ là mục sư cấp D, có là cái thá gì. Sau này cơ hội còn nhiều nếu mày đã không giữ cho ông chút thể diện nào thì đừng trách ông không nể mặt. Đồng bằng quỷ chuột, là một bí cảnh nằm ở một thị trấn nhỏ bị ma hóa ở phía tây bắc, bên trong tồn tại một lượng lớn những con chuột bị ma hóa vô cùng xảo quyệt, chúng có kích thước từ bình thường đến khổng lồ, cấp bậc phổ biến của quái vật khá thấp, thích hợp để người mới chuyển chức luyện tập nâng cấp, cấp bậc đề xuất hiện tại là level 1 đến level 20, lâm lạc lúc này cũng được truyền tống đến đấu trường thí luyện này, quái vật cấp thấp, gần nhà, giao thông thuận tiện trong lúc thử kỹ năng biến đổi thì mình có thể đến đây giết chợt mắt anh sắc lạnh như mới phát hiện ra điều gì đó ưu tiên các ngành nghề chiến đấu như chiến sĩ kỵ sĩ giờ dui, trang bị thường được họ ưu tiên lựa chọn tiểu đội tinh anh 5 người giết đồng bằng chuột quỷ yêu cầu phải từ level 5 trở lên mới có thể tham gia xung quanh lâm lạc lúc này là những tiếng hô của các thức tỉnh giả khác cần lập đội với cung tiễn thủ pháp sư mục sư trận pháp sư nhóm tôi còn thiếu một phú em chợt một cô gái bước tới đầy thân thiện bảo em trai này nhìn em có vẻ bằng tuổi với cháu gái chị là học sinh mới thức tỉnh đúng không ở đây rất nguy hiểm có muốn lập đội cùng chị không chị có thể bảo vệ em lâm lạc trực tiếp bơ đẹp cô nàng mà cao cao tại thượng vứt lại một câu cảm ơn đã nhắc nhở nhưng mà tôi chỉ muốn hành động một mình tay đồng đội đi cùng lúc này hỏi chị thanh chị nói chuyện gì với thằng nhóc đó thế chị đẹp bị phũ liền phất tay than với gã ta gặp được một cậu nhóc trông cậu ta khá thú vị tôi còn định bảo vệ nhưng người ta lại không muốn tên đồng bọn nghe vậy cay cú cắn chặt răng chửi đúng là thằng nhãi không biết trời cao đất dày, đám cùi bắp chết ở đồng bằng chuột quỷ nhiều vô kể, còn sót cậu ta sao? Thằng nhóc này thì có gì thú vị chứ? Cô nàng giải thích, thông thường người mới thức tỉnh lần đầu khi ra ngoài sẽ rất phấn khích, tràn đầy hy vọng, nhưng ánh mắt cậu ta lại rất bình tĩnh. Điều này chứng minh cậu nhóc này không chỉ có sự tự tin mà còn vô cùng điềm tĩnh điều này rất hiếm gặp ở một thiếu niên mới thức tỉnh đấy cho dù thế nào cũng chỉ là một nốt nhạc đệm thôi tiểu hạc đã tra rõ tọa độ của con quái vật đặc biệt đó rồi chuyến này nhất định sẽ có thu hoạch lớn nói đến đây người đẹp tóc đổ liền quay người đi cất tiếng đi thôi đừng để người khác cướp được trước đám thức tỉnh giả người mới lúc này đáng vừa chiến với đám chuột tinh vừa than trời vãi trưởng sức tấn công của con chuột bị ma hóa này cao thật đấy ông bị nó cắn một miếng mất nửa lượng máu rồi tên đồng bọn đứng bên gấp gáp hối thúc thịt đâu Mau dùng để ngăn nó lại, vất vả đánh đến mức tàn phế thì cũng đừng mong chạy thoát. Thật là mất mặt, hai người đàn ông trưởng thành mà đến một con chuột cũng không giết nổi sao? Mặc kệ đám kia đang nháo nhác bem nhau túi bụi, Lâm Lạc lúc này đang thản nhiên tản bộ trong khu rừng tìm bãi quái vừa miếng cho mình, chỉ thấy trước mặt anh lúc này là một đám chuột ma hóa chủng tộc, sinh vật ma hóa, cấp bậc đạt đến level 2, sức mạnh 11, thể chất 13, nhanh nhẹn 16, tinh thần 12, lượng máu 200, kỹ năng của bọn chuột này chính là cắn xé hút máu, truyền dịch bệnh. Sinh vật bị ma khí ảnh hưởng sẽ trở nên vô cùng tàn nhẫn và thích hút máu, một khi số lượng hơn 1000 con thì sẽ tạo thành một đợt thú triều chuột rất đáng sợ. Lâm Lạc biết vậy liền thầm tính toán, dù chỉ là quái vật dành cho người mới nhưng thuộc tính của những con chuột ma hóa này cũng cao hơn chức nghiệp giả bình thường một bậc. Chả trách mọi người đều lập đội, thôi cứ thử kỹ năng mới cái đã rồi tính tiếp. Nói rồi Lâm Lạc liền vung trượng thi triển sơ kin biến dị nổ tung ra của mình ngay lập tức con chuột tinh trước mặt phát nổ như pháo hoa khiến tích canh thịt vụn văng tung tóe hệ thống nhanh chóng thông báo bạn đã giết chết chuột ma hóa level 2, nhận được 60 điểm kinh nghiệm lâm lạc mặt đầy kinh ngạc không thể tin được vào sức mạnh của mình mà thầm chửi vãi trưởng đây chính là kỹ năng biến đổi quá mạnh rồi ngành nghề chiến đấu bình thường đấu với nó còn mất sức một mục sư như mình lại có thể tiêu diệt nó trong nháy mắt thấy kèo này có vẻ thơn lâm lạc liền vung tượng về phái một con chuột khác tiếp tục thử thêm con nữa lần này anh thi triển thuật đốt cháy dòng máu trực tiếp khiến máu trong người con quái bốc hỏa khiến tích canh phun tung tóe ra miệng mũi của con chuột kết quả là cũng chỉ trong nháy mắt một con quái khác đã đi bán muối trong tức tuổi hệ thống lần nữa thông báo bạn đã giết chuột ma hóa level 3, nhận được 60 điểm kinh nghiệm lâm lạc nhìn xác con chuột bất động trên đất mà thầm đánh giá sát thương không nhanh như thuật nổ tung ra nhưng lại liên tục mất máu chưa kịp đến gần đã chết rồi hơn nữa, ký hiệu màu vàng cho thấy Lâm Lạc đã thăng cấp lúc này hiện ra trên đầu anh. Đây là thăng cấp rồi, kinh nghiệm giết quái một mình đúng là hậu hĩnh. Hệ thống cho biết, ký chủ đã thăng lên level 1, thuộc tính bốn chiều cố định tăng lên một đồng thời nhận được 4 điểm thuộc tính tự do, nhấp vào màn hình hiển thị Lâm Lạc thốt lên. 4 điểm, cũng được nhỉ, nếu là chức nghiệp giả cao cấp hoặc là nghề nghiệp ẩn giấu, điểm thuộc tính khi thăng cấp sẽ được nhiều hơn. Một mục sư cấp D như mình chắc chắn không thể so sánh, đối với mục sư mà nói hiệu quả kỹ năng cùng tốc độ và số lần thi triển đều liên quan đến thuộc tính tinh thần. Nghĩ vậy Lâm Lạc quyết định tất cả dồn vào điểm tinh thần hết, tìm một con quái khác để test tiếp kỹ năng Lâm Lạc cười độc ác bảo. Hiệu quả hai kỹ năng trước đều không tệ, tiếp tục thử cái cuối cùng, thuật gia tăng đau khổ. Nhìn con chuột không có biểu hiện gì bất thường anh liền nghệt mặt ra tự nhủ, không có tác dụng gì sao, chưa để anh kịp đánh giá tiếp thì con quái chuột đã phóng tới tấn công. Lâm Lạc thấy vậy thốt lên, không đúng, thuật gia tăng đau khổ là khiến mục tiêu đau đớn gấp bội nó không đau đớn nên đương nhiên kỹ năng không có hiệu quả nghĩ vậy lâm lạc liền thi triển lại thuật nổ tung ra khiến con chuột lập tức nổ banh xác chỉ còn lại bộ xương trắng tới đây lâm lạc không khỏi thất vọng ra mặt bảo đến cả thuật nổ tung ra cũng không chống đỡ nổi hoàn toàn không có cơ hội gia tăng đau đớn xem ra chiêu này chỉ có thể thử sử dụng với boss cứ thế lâm lạc như một cái máy say xịt hễ đi đến đâu là chuột tinh chết như ngả dạ tới đó hệ thống liên tục tinh tinh thông báo bạn đã giết chuột mạ hóa khổng lồ level 3, nhận được 888, 880, 890, 990 điểm kinh nghiệm. Bạn đã thăng lên level 10, điểm thuộc tính 4 chiều cố định tăng thêm 1, nhận được 4 điểm thuộc tính tự do, nhận được 1 điểm kỹ năng. Bạn có thêm kỹ năng mới có thể mở khóa, lâm lạc tới đây đầy kích thích nhấp vào màn hình hệ thống mà thốt lên. Giết quái một mình đúng là thích thật, mới 6 ngày đã thăng lên cấp 10 rồi. Sau khi có điểm kỹ năng là có thể mở khóa kỹ năng mới, điểm kỹ năng có thể sử dụng của lâm lạc là một đều là kỹ năng tốt, cái gì mình cũng muốn. Nào là thuật chiết xuất bệnh cảm cúm, kỹ năng biến đổi, level 10 có thể học, khiến mục tiêu rơi vào trạng thái bị bệnh cảm cúm nặng và trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện tất cả triệu chứng. Lâm Lạc đọc tới đây đầy chán nản than, đáng tiếc, điểm kỹ năng của mình có hạn. Mà thuật bộc phát nháy mắt bệnh viêm dạ dày và ruột cấp tính, kỹ năng biến đổi, level 10 có thể học, khiến mục tiêu nhiễm vi trùng, mầm bệnh, ký sinh trùng sau đó rơi vào trạng thái viêm dạ dày và ruột cấp tính, đồng thời trong khoảng thời gian cực ngắn bùng phát tất cả triệu chứng. Kỹ năng phát sinh của kỹ năng này bắt buộc sau khi đạt đến cấp bậc tương ứng. Dùng điểm kỹ năng để học, không thuận tiện giống như sách kỹ năng. Hơn nữa cách nhận điểm kỹ năng cũng không nhiều, ngoài việc nhận được sau mỗi lần thăng 10 cấp thì chỉ có thể dựa vào giết boss. Lâm Lạc đầy hào hứng thốt lên, viêm dạ dày và ruột cấp tính. Đây là loại kỹ năng gì vậy chứ? Mình là mục sư có kỹ năng thú vị như này, đương nhiên phải thử một lần. Hệ thống lúc này cũng thông báo skin mới viêm dạ dày và ruột cấp tính level 1 đã sẵn sàng sử dụng. Đúng lúc này thì Lâm Lạc phát hiện ra một con chuột tinh đang chít chít phóng tới. Hệ thống cho ta biết, con này chính là thủ lĩnh chuột khổng lồ ma hóa chủng tộc, sinh vật ma hóa đẳng cấp level 15, sức mạnh 41, thể chất 38, tốc độ 52, tinh thần 29, với chỉ số máu vượt 2.500 điểm. Con chuột đầu đàn này có kỹ năng là cắn xé, hút máu, lây nhiễm dịch bệnh, cùng khả năng triệu hồi bầy chuột. Thủ lĩnh chuột ma hóa khổng lồ bị ma khí ảnh hưởng là sự tồn tại mạnh mẽ nhất trong bầy chuột ma hóa khổng lồ ở khu vực. Đọc tới đây Lâm Lạc hiểu ra vấn đề mà thốt lên một từ boss. Xem ra mấy ngày nay mình giết quái nhiều quá nên bị nó để ý rồi. Con boss phóng tới cung trào cao. Lâm Lạc nhẹ nhàng né thoát đòn hiểm trong gang tấc. Sau đó anh nhanh chóng thi triển sơ kin thuật nổ tung ra xin nhẹ một cánh tay của nó. Thấy con này không hề hấn gì anh liền cười khẩy khen. Khá lắm, không hổ là kỹ năng coi thường phòng ngự vậy để tao cho mày thêm chút gia vị nữa nhé. Nói rồi Lâm Lạc liền thi triển thuật đốt cháy dòng máu và thuật gia tăng đau khổ cùng một lúc khiến con boss đau thấu tận trời xanh gen la thảm thiết kêu chít chít. Lâm Lạc vài chiêu rỉa gần một cây máu của con boss liền không thể tin được tự nhủ. Vãi trưởng, đây là boss cấp 15 sao. Bình thường ít nhất cần 10 chức nghiệp giả phổ thông cấp 10 mới có thể đối phó được. Kỹ năng dị biến này cũng quá mạnh rồi đó. Cứ tiếp tục theo đà này thì sử dụng thêm hai kỹ năng nữa là có thể ngồi đợi thu xác của nó rồi. Thế nhưng đúng lúc này có vài tên thần bí nào đó đang núp lùm trong bụi cây đợi thỏ cười khanh khách bảo. Kha kha, gặp vận may rồi, boss chuột ma hóa khổng lồ chỉ còn lại một chút máu, không ngờ chỉ đi tản bộ cũng có thể nhặt được thứ tốt như này a. À. Một nhóm người ăn mặc kỳ quái hiện ra trước mặt Lâm Lạc. Tên tóc búi đứng trước cất tiếng đầy khinh bỉ, nhóc con, quái vật ở khu vực này đều được công hội Tinh Hải ta bao chọn rồi còn không cút thì đến cả mày tao cũng xử đấy lâm lạc bị bọn này dọa liền cười nhếch mép ồ lên một tiếng bảo vậy sao lý lạc miệng ngậm cỏ nghe nhạc coi đám cướp đường này như những kẻ đã hẹo rồi vậy chỉ thấy ngay lúc này bọn chúng đang phải cong đít đối phó với đám chuột tinh tên thủ lĩnh lúc này đang hốt hết cả hồn thốt lên mọi người cẩn thận boss chuột khổng lồ này cho dù có chút máu cũng không dễ đối phó đâu đừng ở bên đấy khoanh tay đứng nhìn nữa a à. Tên chọc lúc này đầy nghi ngại nói với tên đội trưởng tóc búi, đội trưởng, so với quái vật thì tôi còn lo về hắn hơn ấy. Mặc dù hẳn đã thức thời cút sang một bên, nhưng nhìn có vẻ. Lý Lạc thấy bọn này nhìn mình liền say hai một phát. Tên chọc bảo lưu quan điểm cho rằng anh hoàn toàn không có ý tốt gì. Tên đội trưởng đầy tự tin cho rằng, trừ khi hắn muốn chết nếu không sẽ chẳng có ai dám dở trò với tinh hải công hội chúng ta. Nói tới đây hắn liền hét lớn đốc thúc, nó sắp tấn công rồi mọi người mau ngăn nó lại. Tên đeo kính lúc này mặt mày nhăn nhó thốt lên đợi đợi chút bụng tôi đau quá hơn nữa tôi không nhịn được rồi aha lời này vừa dứt quần tên đeo kính đã rách ra bắt đầu chuột hóa mấy tên còn lại cũng chịu cảnh ngộ tương tự mà gào lớn cảnh báo đừng nhìn đội trưởng đừng nhìn về phía này chết tiệt không thể nào nhịn được phải cho ra ngoài thôi tôi cũng đau bụng quá tên đội trưởng thấy đồng bọn toang cơm mự nấu rồi liền che mũi thốt lên vãi linh hồn thôi chết đây chắc không phải là đạn độc khí đấy chứ nguy rồi bị mùi thối làm phân tâm lý lạc thấy mọi chuyện đã ngã ngũ liền tháo bỏ tay nghe cười bảo mọi người cùng nhau giải tỏa hết mình ai mà chẳng bị hở van một chút chứ thuật viêm đường ruột cấp tính nháy mắt bùng phát tên đội trưởng tưởng mình là gà hóa ra lại là thóc lúc này đang quằn quại dên la thảm thiết đau bụng đau quá không thể nhịn được thậm chí còn sắp bùng nổ rồi lâm lạc thấy người gặp họa không những không cảm thông còn cười lớn bảo nên kết thúc rồi à Nói rồi anh liền thêm dừa vào lẩu cùng lúc thi triển hai thuật thức vô cùng bá đạo là thuật gia tăng đau đớn và thuật nứt toác ra cùng lúc kết liễu cả đám thức tỉnh giả và boss trong một lần luôn. Tích canh cứ thế văng tung tóe. Lâm Lạc bước tới xác con boss thu hoạch chiến lợi phẩm. Hệ thống lúc này thông báo chúc mừng bạn đã hạ được boss thủ lĩnh chuột khổng lồ ma hóa, nhận được 16.700 điểm kinh nghiệm. Bạn đã thăng lên level 11, thuộc tính 4 chiều tăng cố định một điểm, nhận được 4 điểm thuộc tính tự do. Nghe tới đây Lâm Lạc không khỏi cảm thán, đến cuối thì người ngồi ngư ông đắc lợi vẫn là mình. Nhấc tay thu lấy mớ vật phẩm rớt ra, Lâm Lạc đầy hài lòng thốt lên. Có trang bị, còn có cả sách kỹ năng nữa. Hệ thống cho biết, ký chủ đã nhận được da lông chuột quỷ khổng lồ. Răng nanh chuột quỷ khổng lồ, trang bị, đôi mắt chuột quỷ và cuối cùng là sách kỹ năng. Lâm Lạc nghe vậy không khỏi tròn mắt mừng hơn bố đẻ em bé. Boss hoang dã thường chỉ có vật liệu, tỷ lệ xuất hiện trang bị là rất thấp, tỷ lệ có sách kỹ năng lại là một trên về việc này thì rất có thể là do anh đánh quái một mình nên tỷ lệ cũng cao hơn thông thường. Cầm chiếc nhẫn hồng ngọc lên ngâm nghĩa lâm lạc tấm tắc khen. Món phụ kiện này cũng được đó, gia tăng tốc độ hồi phục tinh thần, vừa hay là thứ mình đang cần. Sau khi đeo vào kỹ năng bị động không thay đổi, xem ra kỹ năng của trang bị này không bị biến đổi hoặc là kỹ năng bị động không thể thay đổi. Bảng trạng thái lúc này cho chúng ta biết, đôi mắt chuột quỷ hắc thiết, thuộc thể loại, phụ kiện cấp cao, nhẫn có hiệu quả, tinh thần cộng 2, nhanh nhẹn cộng 1, kỹ năng kèm theo có tên là nghĩ thầm bị động. Sau khi đeo lên, tốc độ khôi phục tinh thần sẽ tăng thêm 5%. Kế tiếp thử quyển sách kỹ năng này nào, đúng lúc mình cần dùng. Sách kỹ năng này có tên là Lây lan dịch bệnh hạn chế. Dùng cho các chức nghiệp như Pháp sư, Mục sư, Mộc sĩ, Dược sư. Yêu cầu tinh thần 12. Hiệu quả, sau khi sử dụng có thể lây lan dịch bệnh, khiến kẻ địch trong phạm vi bị trúng độc, tạo ra thương tổn nhất định, đồng thời cũng sẽ làm suy giảm khả năng phòng ngự của ma Pháp sư hệ thống nhanh chóng thông báo bạn đã học được kỹ năng thuật bùng phát bệnh cái chết đen kỹ năng biến dị có thể trong khoảng thời gian ngắn phát tán căn bệnh cái chết đen đối với đối tượng hoặc một khu vực nào đó bạn có thể tùy ý điều khiển thời gian bùng phát người có kỹ năng truyền nhiễm có thể loại bỏ căn bệnh bất cứ lúc nào lâm lạc đọc tới đây đầy bất ngờ thốt lên bệnh cái chết đen hay còn gọi là dịch hạch dựa vào tính truyền nhiễm cao gây ảnh hưởng tính mạng của nó đã từng gây ra một trong những đợt ôn dịch đáng sợ nhất trong lịch sử khiến ba vạn người tử vong mức độ đáng sợ đủ để sánh ngang với cầm chú. Tất nhiên mình tạm thời đang là level 1, chưa thể khiến căn bệnh trở nên đáng sợ đến mức đó, nhưng cũng không thể coi thường nó được. Nếu phối hợp thêm thuật gia tăng đau đớn thì tạo ra một trận ôn dịch có tỷ lệ tử vong cao không phải chuyện khó. Trước tiên cất vào túi không gian, những vật liệu còn lại cũng không tệ. Khi anh định rời đi thì chợt nghe thấy tiếng răng rắc ở phía sau. Vừa quay đầu lại thì lâm lạc đã tá hỏa mà thốt lên. Đây là không gian bị nứt ư, không đúng, giống như là bí cảnh là một bí cảnh dành cho người mới, thông qua hệ thống, lúc này ta biết được đây là một bí cảnh có tên là Tế đàn đỏ tươi, với độ khó cấp C, cấp độ yêu cầu là level 10 đến level 15. Hạn chế chức nghiệp pháp sư tiến vào trong, số người tối đa có thể vào cùng lúc là 10 người. Bí cảnh khác phó bản, lúc nào cũng có nguy hiểm ập đến, nhưng bên trong có chứa lượng lớn quái vật, trang bị, báu vật thời gian. Hoàn thành nhiệm vụ trong bí cảnh thì bí cảnh sẽ biến mất, khi có người vào trong bí cảnh sẽ bị đóng chặt lại, chỉ đến khi người bên trong bỏ cuộc tử vong hoặc vượt qua thử thách thì nó mới mở lại. Ngoài ra, phần thưởng trong bí cảnh quý giá hơn nhiều so với phó bản, cho nên mỗi lần nó xuất hiện chức nghiệp giả đều sẽ xảy ra tranh chấp sứt đầu mẻ chán. Phó bản và bí cảnh thông thường độ khô được chia thành 4 cấp gồm phổ thông, khó, ác mộng và cuối cùng là địa ngục. Độ khó càng cao thì phần thưởng càng hậu hĩnh, mà bí cảnh này lại có độ khó ở cấp khó, Lâm Lạc hiểu rõ, chỉ dựa vào mình mình muốn công phá là rất khó khăn mà nếu hiện tại đi tìm trợ thủ e rằng sau khi quay lại bị cảnh đã thành của người khác rồi. Đây chính là cái gì gọi là truy cầu phú quý trong hiểm cảnh. Là phúc hay họa thì phải cược mới biết được. Ở bên ngoài, lúc này nhóm người của cô nàng tóc đỏ đang vừa đi vừa to nhỏ bàn tán về phó bản này. Tên áo vàng cất tiếng trước bảo, Chị Thanh, hành động lần này đúng là quá mức thuận lợi rồi. Không ngờ lại có được xuất chuyển chức nghiệp. Chị Thanh không lâu nữa là có thể chuyển sang ngành khác rồi nhỉ. Người đẹp tên Thanh nghe vậy cười nói lần này đều là nhờ có sự giúp đỡ của mọi người tôi đã chuyển 10.000 tệ vào tài khoản của mọi người rồi đợi chuyển nghề thành công sẽ còn có quà lớn hơn chợt cô nàng này chỉ về phía bên canh đầy bất ngờ hỏi ơ cái đó là là lối vào bí cảnh hơn nữa nhìn có vẻ là mới xuất hiện chưa được bao lâu thì phải tên đồng bọn đeo cung mừng hơn bố đẻ em bé thốt lên ha ha phát tài rồi may mắn ghê mau lai nhìn kỹ xem không ngờ lại có thể tìm thấy bí cảnh ở đây đấy tên đeo khuyên lúc này cho rằng chả sao cả có thể bán lấy tiền Đáng tiếc cấp bậc cao nhất của bí cảnh này chỉ là cấp 15. Chúng ta đều là cấp 30 hơn, không thể vào được. Giá cả bí cảnh cho lính mới ở chợ đen có thể lên đến 3 triệu đấy. Người đẹp tóc đỏ ở phía sau nghe vậy liền sửa lại bảo. Là 4 triệu đấy, tiền mọi người tự chia với nhau. Tôi muốn có bí cảnh này. Con hàng đầu đinh giật mình nhắc nhở. Chị Thanh, chị đừng mua vội. Chưa biết là bí cảnh này có ai vào hay chưa. Người đẹp tên Thanh nghe vậy cười mỉm bảo. Sao có thể chứ? Lúc đến tôi nhìn quanh rồi, quanh đây chỉ có một vài đứa lính mới cấp thấp, dám vào thì chính là đi chết. Cháu gái tôi mấy ngày trước vừa mới thức tỉnh ngành nghề. Tính toán thời gian chắc cũng sắp cấp 10 rồi, bí cảnh này là một món quà thích hợp cho nó đấy. Bên trong bí cảnh tế đàn đỏ tươi, hệ thống lúc này thông báo, khởi động nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính một, hãy dọn sạch tất cả quái vật trong động. Nhiệm vụ chính hai, phá hủy tế đàn đỏ tươi. Hang động này vốn là thánh địa thờ cúng của người thần lằn ở dị giới, nhưng trăm năm trước đã bị ma khí gặm nhấm người thần làn sinh sống ở nơi này toàn bộ đều bị ma hóa trở thành quái vật chỉ biết giết chóc lâm lạc núp lùm sau tảng đá do thám tình hình mà tự nhủ thông thường mà nói chỉ cần vào trong bí cảnh sẽ có nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ thì có thể coi như đã vượt qua nhưng mà nhiệm vụ này không hề đơn giản trước mặt lâm lạc lúc này là hai con thần làn ma hóa thuộc chủng tộc sinh vật ma hóa bọn này có kỹ năng dùng trùy đội kích theo đó người thần làn bị ma khí ăn mòn sẽ trở nên vô cùng tàn nhẫn và khát máu thân hình cường tráng nhưng lại có nỗi sợ bẩm sinh với ma pháp khí. Hai tên thần lằn này có cấp bậc là 15, sức mạnh 20, thể chất 22, tốc độ 1, tinh thần đạt 3 và lượng máu khá cao đạt tới 1.800. Thuộc tính và lượng máu đều gần ngang ngửa với thủ lĩnh quỷ chuột khổng lồ, đây mới chỉ là một con tiểu quái bình thường thôi đấy. Cũng may là tinh thần rất yếu, xem ra đúng như sơ lược viết, không giỏi ứng phó ma pháp. Chợt một tên thần lằn chỉ về phía lâm là kêu lên khè khè. Ngay lập tức chúng dí cho anh chạy tụt quần thế này đây vừa chạy lâm lạc vừa cảm thán cảm giác rất nhạy bén bị phát hiện rồi nghĩ tới đây lâm lạc liền dơ trượng ra thi triển thuật thức mà hô lớn mau dừng lại cho ta thuật nứt toác thuật viêm ruột cấp tính bất ngờ bùng phát thuật thức vừa thi triển thì ngay lập tức hai con thần lằn đã hẹo không kịp ngáp lâm lạc bịt mũi thốt lên thôi quá đúng là giống loài máu lạnh sinh sống ở môi trường tối tăm ẩm ướt người mùi mà muốn thăng thiên cơm mự nấu luôn ấy ở đây không bằng bên ngoài là một hang động cỡ lớn gió lưu thông cực kém nếu không chưa kịp xử sạch đám quái vật thì mình đã bị mùi thối hun chết rồi viêm ruột cấp tính không thể dùng tiếp nữa nói rồi anh liền vung trượng thi triển sờ kin mới mà lẩm bẩm xem ra phải dùng kỹ năng mới rồi hai hàng người xếp ngay ngắn người đẹp tên thanh đứng ở giữa cười mỉm đầy thâm ý bước về phía trước người đẹp dĩ ngưng bế một con linh thú họ mèo tới trước mặt cô nàng mà bảo cô ơi nhìn này đây là mèo con huỳnh quang cháu tìm thấy trong rừng u ám đấy nó vô cùng đáng yêu lại còn có khả năng trị thương nữa rất hợp làm thú cưng Cô nàng nghe vậy liền tiến tới khen, đáng yêu quá. Đúng rồi, cô đã tìm được một bí cảnh rất thích hợp để làm quà sinh nhật cho cháu đấy. Chỉ về phía cánh cổng đỏ ngòm phía sau cô ta bảo. Đội viên đều là vệ sĩ trong gia tộc được tuyển chọn kỹ lưỡng, ai cũng đều đã đạt đến cấp 15, có bọn họ đi cùng không những cháu sẽ thu hoạch được phong phú, mà còn an toàn tuyệt đối. Nữa, hai hàng thức tỉnh giả lúc này đồng thanh hô vang. Chúng tôi xin lấy tính mạng ra đảm bảo, tuyệt đối sẽ đảm bảo an toàn cho tiểu thư dĩ ngưng. Dĩ ngưng hơi ngại ngùng vuốt lọn tóc nói, cái này, được ạ. À. Thực ra mình càng thích tự dựa vào bản thân tập hợp đồng đội hơn. Nhưng dù sao cũng là ý tốt của cô, từ chối thì không được hay cho lắm. Bà cô tên Thanh lúc này khoanh tay dặn, dù gì cũng là bí cảnh cho người mới, bị người của gia tộc khác nhìn thấy khó tránh khỏi rắc rối. Lập tức đi vào đi, dĩ ngưng nghe vậy liền bước tới giơ tay ra định mở khóa. Thế nhưng ngay lập tức cô nàng đã bị luồng ma khí kinh khủng trong đó thổi cho hết ẩm lên bắn ngược ra sau. Đám thức tỉnh giả thủ vệ thấy vậy liền thốt lên, cũng không biết là có bao nhiêu người đi vào rồi, là đoàn đội nào vậy. Một tay thủ vệ khác nhắc nhở, chị Thanh, trong bí cảnh có người rồi. Chúng ta không ai đi vào trong được, chết tiệt, bị ai cướp trước rồi nhỉ. Người đẹp tên Thanh lúc này mặt căng cực thốt lên. Phòng trừng là tên lính mới nào đó vô tình đi nhầm vào trong, không sao cả. Đợi hắn chết rồi chúng ta sẽ vào trong. Miệng nói là vậy nhưng cô nàng vẫn đang hằn học thầm chửi, đáng ghét, do cấp bậc vượt hơn quá nhiều nên mình cũng không thử, không ngờ bên trong lại có người về phần mình thì dĩ ngưng lại mắt nhắm mắt mở thở oxy bảo người ở bên trong rốt cuộc là ai được chứ bên trong bí cảnh lúc này đám thần lằn đang bị thuật thức bùng phát cái chết đen mới của lâm lạc hành cho ra bã tất cả bọn thần lằn hễ con nào tiếp xúc với dịch hạch của anh đều chết như ngả dạ trên mặt đất hệ thống lúc này thông báo bạn đã giết chết thần lằn ma hóa level 15, nhận được 1 mươi điểm kinh nghiệm, bạn nhận được ra thần lằn ma hóa. Cấp bậc của bạn đã thăng lên level 12, giá trị thuộc tính bốn chiều tăng cố định thêm một nhận được bốn điểm thuộc tỉnh tự do lâm lạc nghe tới đây không khỏi mừng thầm nhìn vào bàn tay mình mà lẩm bẩm không hổ là quái vật bí cảnh cấp khó khăn điểm kinh nghiệm quả nhiên hậu hĩnh chưa bao lâu đã thăng lên hai cấp rồi sự đáng sợ của cái chết đen nằm ở chỗ nó có tốc độ lây lan nhanh và sự bùng phát trong nháy mắt mà mình không chế nếu như vùng hoang dã bao la quái vật phân tán thì kỹ năng này có lẽ không được tính là mạnh lắm bởi lẽ tính lây lan sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng nhưng hạng động khổng lồ này gần giống như cái hũ kín thông gió kém mật độ quái vật nhiều Phạm vi lây lan rất nhanh nếu như gieo rắc căn bệnh cái chết đen lên người quái vật thì khi chúng tụ lại với nhau, he he, vậy thì mình chỉ cần nằm thôi cũng thăng cấp. Đúng là không làm mà vẫn có ăn thật, chứ không phải ăn cắt ăn đầu bò đầu bướu ba đáp ba sảm gì đó đâu. Núp bên trên một miệng hang nhìn xuống bên dưới. Lâm lạc thầm than nhưng mà lại có vấn đề rồi đây, mình chắc chắn không thể trực tiếp xông thẳng ra để sử dụng kỹ năng được. Nhiều người thần lằn như vậy mỗi con một ngoạm là lên bàn thờ ngồi ngay đó. Cách tốt nhất là tìm một cơ thể làm nguồn bệnh nhưng phạm vi hoạt động của người thần lằn bình thường có hạn, khó có thể mang mầm bệnh vào sâu bên trong. Trật Lâm Lạc đặt chú ý lên một tên người thần lằn màu trắng đang lững thững vác đồ ở phía sau đầy khác bọt với đám đông loại da xanh. Thần lằn màu trắng là chủng tộc, sinh vật ma hóa có cấp độ 15, sức mạnh 35, thể chất 38, tốc độ 11, tinh thần 4. Tuy cấp độ cũng chỉ là 15, nhưng thần lằn màu trắng là một con quái vật tinh anh với lượng máu đạt tới 5.500 điểm, kỹ năng trùy lớn và sung phong nó là chủng đột biến của thần lằn ma hóa thực lực mạnh làn da xù xì giúp nó có khả năng phòng ngự vật lý cực tốt nhưng không thay đổi nỗi sợ bẩm sinh với ma pháp đọc tới đây lâm lạc như mở cờ trong bụng vung trượng phóng ra luồng hắc thiểm mà tự nhủ đúng là một mục tiêu hoàn hảo mà chính là nó chỉ thấy thuật bùng phát cái chết đen nhanh chóng phóng tới ký sinh lên người con thần lằn trắng ngay cả khi ma khí đen ngòm hội tụ vào ấn đường mà con thần lằn này cũng không hề phát giác ra điều gì bất thường cả nó vẫn thản nhiên vác đồ trên vai kêu gu gu bước về phía trước thế nhưng những con thần lằn khác lúc này lại đang rén vãi bíp thốt lên đội trưởng đội trưởng làm sao vậy tại sao trông như bị táo bón vậy chứ con hàng thần lằn trắng nghe vậy chối bay bảo chỉ là bị dùng mình chút thôi mau đi tuần tra tiếp đi chúng mày tại trung tâm của tế đàn nơi tụ tập rất nhiều thần lằn nơi này được canh chừng rất cẩn mật không khó để nhận ra đây chính là thánh địa của bí cảnh thần lằn này lâm lạc lúc này đang ngồi chơi trò xếp hình đoán mệnh nhìn vào mớ đá xếp dưới đất anh lẩm bẩm mắc cái chết đen một con lây hai con hai con lây bốn con bốn con lây tám con không đúng mình có thể cảm nhận được căn bệnh đã truyền nhiễm đến từng ngóc ngách rồi chắc là truyền nhiễm cấp lũy thừa rồi ấy chứ mà bọn chúng cũng không có thói quen vệ sinh cá nhân cho dù nhìn thấy vết thương cũng chỉ nghĩ là vết bẩn nên bắt đầu rồi cái chết đen thời khắc đã điểm lâm lạc nói tới đây liền thi triển ấn quyết hai ngón tay đặt lên ấn đường mà thốt lên bùng phát ngay lập tức thế giới trước mặt đám thần lằn biến thành màu đen trắng trong tiếng rên la thảm thiết toàn bộ đám thần lằn đều bày màu trong nháy mắt hệ thống nhanh chóng chúc mừng bạn đã giết thần lằn ma hóa level 15, nhận được 1.740 điểm kinh nghiệm, 1900, 900 2.800, 5.000 điểm kinh nghiệm. Điểm số nhảy liên tục khiến cho lâm lạc đếm cũng không kịp đếm. Mắt anh trợn tròn thốt lên, cấp bậc, cấp bậc đang tăng lên với tốc độ chóng mặt. Hệ thống liên tục thông báo, cấp bậc của ban tăng lên level 18, giá trị thuộc tính 4 chiều tăng cố định thêm 1, nhận được 4 điểm thuộc tính tự do cấp bậc của bạn tăng lên level 13, level 14, level 15, level 16. Nhận thêm được 4 điểm thuộc tính tự do, lâm lạc tăng cấp nhanh hơn cả hách liền mừng húm thốt lên. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã tăng liền 6 bậc. Không hổ là bí cảnh cho người mới chưa có ai bước vào, kinh nghiệm giết quái phong phú lên nhiều rồi. Từ từ bước tới tế đàn, lâm lạc có phần ngạc nhiên ổ lên một tiếng cảm thán vẫn còn một vài con sống sót này, đúng là quái vật tinh anh có khác. Trong khi tất cả những con khác đang quỳ, thì Lâm Lạc đầy thắc mắc tự hỏi, sao vẫn có một con đang đứng nhỉ? Không đúng, thầy tế, người thần làn tinh hồng, lãnh chúa Bạch Ngân, một sinh vật ma hóa đang trong trạng thái yếu ớt, tình trạng bệnh nặng, lượng máu hiện tại là 3200 trên 4800. Kỹ năng: chữa bệnh bằng lửa máu, tấn công tinh thần, ràng buộc bằng máu, thuật hóa thủ, ngọn lửa tâm linh. Thủ lĩnh thần lần bị ma khí ảnh hưởng trong thời gian dài đã thức tỉnh một ít trí tuệ, luôn canh giữ ở tế đàn tinh hồng này, Lâm Lạc tới đây mới nhận ra vấn đề mà thốt lên. Đó không phải là quái vật tinh anh, mà chính là boss. Con này sắp sử dụng kỹ năng trị liệu rồi, ngay lập tức Lâm Lạc thi triển thuật nổ tung ra khiến cơ thể con boss không ngừng bị tổn thương nghiêm trọng, nhân lúc mày bệnh sắp hẹo, ta sẽ cho ngươi hưởng thụ cảm giác bị đa thuật thức của ta tra tấn là như nào. Lần lượt ba thuật thức da nổ tung dòng máu nóng bừng và gia tăng đau đớn đồng loạt được lâm lạc thi triển trên người con thần lằn tội nghiệp dưới sự ăn mòn kinh khủng của ba cấm thuật con boss cấp tinh anh nhanh chóng gục ngã diên la thảm thiết lâm lạc thở hồng hộc bước tới giết quái vật liên tiếp lại còn giết boss tiêu hao không ít năng lượng cũng may là con boss không khó nhằn lắm nếu không xác định là thua thật rồi nhìn sang đám quái đang quằn quại xung quanh anh thầm tính toán mau chóng xử lý hết đám tinh anh trong này một lượt sau đó phá hủy tế đàn là được thế nhưng đời đâu như là mơ chỉ thấy ngay lúc này một dị tượng đã xảy ra đám quái tinh anh còn thoi thóp vậy mà lại đồng loạt phóng tới tế đàn nơi con boss đang quằn quại lâm lạc hốt hết cả hồn thốt lên đây là quái vật tinh anh đang tập hợp xác về hướng boss một khung cảnh quỷ dị xảy ra đám quái vật tinh anh nhanh chóng bị thôn phệ lâm lạc lúc này cảm giác được điều không lành sắp xảy ra bọn chúng ăn thi thể xong sẽ dung hợp với nhau và cứ thế thầy tế thần làn màu trắng bí dị tinh hồng sinh vật ma hóa level 21 với sức mạnh 40, lượng máu 8.900 đã ra đời. Theo đó, thần lăn màu trắng bị ma khí và căn bệnh cái chết đen ảnh hưởng nặng nề, trong sự phẫn nộ tột cùng đã ăn thi thể của thủ lĩnh. Ma khí và căn bệnh trong người nó tạo thành sự cân bằng yếu ớt, khiến nó trở nên càng lớn mạnh. Lâm lạc quần nhau với con boss biến dị lúc này đang phải thở hồng hộc đuối sức. Chỉ số thuộc tính này, kỹ năng này hoàn toàn chính là sự kết hợp giữa cận chiến và pháp sư, quá phạm quy rồi. Càng tệ hơn là mình đã tiêu tốn rất nhiều, hiện giờ không thể sử dụng được mấy cái kỹ năng bài tẩy nữa. Tên quái vật không cho anh thời gian thở trực tiếp phóng tới tung đòn sát thủ. Lâm Lạc né thoát trong phút mót bắn người ra sau. Móc ra bình MP anh tự nhủ, bắt buộc phải khôi phục một vài trạng thái trước, nếu không sẽ đánh không lại nó. Nghĩ là vậy, thế nhưng vừa ngậm mồm và hút chút MP thì con boss đã tốc biến ra sau lưng mà tiếp tục chốt hạ một phát nữa. Lần này Lâm Lạc không kịp phản ứng ăn ngay một và bắn ngược ra sau rên lên đầy đau đớn cày mặt xuống đất nghiền nát mất bình P lâm lạc thốt lên chết tiệt hoàn toàn không cho mình cơ hội mới hít được một hơi nhỏ con boss ngay lúc này bắt đầu dùng ma lực thi triển dòng máu ràng buộc lập tức hàng loạt tia laser hủy diệt phóng ra xung quanh đánh tới khiến lâm lạc chạy tụt quần không kịp hút mana hồi chiêu sau khi thi triển tốc độ tới cực hạn cuối cùng anh cũng có cơ hội phản đam căn bệnh cái chết đen câu giờ mà bú thêm chút mana thấy sát chiêu đánh tới con boss nhanh chóng né đòn búng người lên không vừa đánh nó vừa hấp thụ xác của đám quái cấp tinh anh xung quanh sau đó vác trùy bổ xuống một phát suýt khiến lâm lạc nát người lâm lạc không phản đam mà tập trung hấp thụ mana thầm tính toán tránh được rồi vậy cũng không sao cả vốn dĩ mục tiêu không phải là mày con boss với thân hình đồ sộ lúc này đã dồn anh sát vào góc tế đàn trung tâm lập tức lâm lạc thi triển căn bệnh cái chết đen bốn lần liên tiếp tới khi người gần như thoát lực thở dốc anh mới dừng lại nghỉ đôi chút thốt lên mặc dù lượng máu đã gần cạn nhưng giá trị pháp lực của mình dường như được bổ sung tạm coi đạt như dự tính đi con boss lúc này dùng tiếng thần lằn liên tục gào lên khiến lâm lạc nhăn mặt nói mặc dù bị thương vẫn uống thuốc khôi phục trạng thái nhưng không một kỹ năng nào đánh chúng ta cả tuy là tao nghe không hiểu mày đang nói cái gì nhưng nhìn ra được dáng vẻ nắm chắc phần thắng của mày nhìn xung quanh mình đi trước đã rồi hãng tự mãn lúc chiến đấu với mày ta đã liều mạng thả ra căn bệnh cái chết đen mục tiêu không phải là mày mà là những thi thể trên mặt đất kia kìa con đần hạ nói tới đây lâm lạc nhanh như cắt dơ pháp trượng bắt quyết thi triển cấm thuật miệng lẩm bẩm hiện giờ căn bệnh trong thi thể đã nồng đậm đến cực điểm mà tiếp theo tất cả pháp lực của tao cũng chỉ dùng cho một kỹ năng này mà thôi nếu như cho tất cả các thi thể nổ tung thì không biết sẽ mang đến bữa tiệc dịch bệnh như nào đây nhỉ cơn bão ma lực kinh khủng được tạo ra ngay sau đó khiến cho lâm lạc phiêu phù giữa không trung khiêu vũ với hai màu tím đỏ tới đây anh mới cất tiếng mỉa mai ngươi có giỏi đến mấy cũng chỉ là một biến dị thể tạm thời mà máu và thịt nổ ra dính trên người ngươi cũng mang theo căn bệnh đủ để phá hủy triệt để sự cân bằng trong cơ thể yếu ớt của ngươi khiến ngươi tử vong lời này vừa dứt thì hệ thống đã thông báo bạn đã giết chết tế ti thần lằn màu trắng bạn nhận được hai điểm kỹ năng cấp bậc của bạn thăng lên level 20, giá trị thuộc tính 4 chiều có định tăng một nhận được 4 điểm tự do thuộc tính một điểm kỹ năng bạn nhận được các trang bị pháp trượng cùng bạo tinh hồng tinh cương lưu tinh trùy vân vân thấy mớ phần thưởng liên tục đổ xuống lâm lạc không khỏi cảm thán phần thưởng hậu hĩnh quá lưu tinh trùy chẳng có tác dụng gì nhưng pháp trượng này lại là một món đồ tốt rõ là quá thích hợp với mình hệ thống lúc này cho biết pháp trương cùng bạo tinh hồng cấp vàng này có hiệu quả cộng thêm 8 điểm tinh thần tỷ lệ pháp thuật bạo kích cộng 15%, kỹ năng đính kèm một là thuật khát máu chủ động tiêu hao một phần pháp lực sử dụng thuật khát máu với mục tiêu giúp đòn tấn công tăng thêm 10%, tốc độ tăng 8%, lương máu giảm 12%, duy trì 120 giây. Thuật rối loạn tinh thần level 1, kỹ năng dị biến có thể sử dụng với mục tiêu trong khoảng thời gian ngắn, tinh thần trở nên hỗn loạn, không còn ý thức tấn công mục tiêu xung quanh. Kỹ năng tiếp theo là thuật Alzheimer, kỹ năng biến dị khiến cho mục tiêu trong khoảng thời gian ngắn quên hoặc nhớ sai kỹ năng mình sở hữu, có thể tạo ra sự đáp trả ma pháp. Lâm Lạc nhận liền một mớ kỹ năng đính kèm liền mừng hơn bố đẻ em bé thốt lên. Thăng lên cấp 20 vẫn còn kỹ năng mới có thể học, điểm kỹ năng vừa hay có thể dùng đến được. Enzymer, Sao cảm giác kỹ năng của mình càng ngày càng vô lý nhỉ? Vẫn còn thừa một điểm kỹ năng, nhân tiện tăng cường thêm bệnh cúm, kỹ năng nhiều không thiệt thân a, à. tất cả đều có thể bán lấy tiền, vẫn còn không ít đồ vật nổ ra từ đám quái vật mà mình chưa nhặt, trước hết đi thu thập cái đã. Ôi chao, cái khác thì không nói nhưng đám dũng sĩ người thần lần có thể lực lao động không đùa được a, à? chỉ thấy lúc này Lâm Lạc đang thi triển kỹ năng đính kèm 2, triệu hồi tổ tiên, để triệu hồi dũng sĩ người thần lần có 80% tổng giá trị thuộc tính của người sử dụng thuật triệu hồi có tổng cộng 9 con thần làn cấp tinh anh đã được anh triệu hồi ra để đi hôi của. Hách hết mớ đồ lâm lạc vẫn tham lam nhìn vào tế đàn đá mà lẩm bẩm. Ô, nhìn có vẻ vẫn còn đồ tốt. Chỉ thấy một miếng pha lê đỏ bay tới trước mặt lâm lạc. Phù văn ma hóa, một đạo cụ đặc biệt, tác dụng, toàn bộ thuộc tính công một. Cho vào túi có thể phát huy tác dụng. Tác dụng một là ma hóa. Người sở hữu có thể tận dụng những phù văn này hóa thành sinh vật ma hóa. Hiện tại cấp bậc chưa đủ, không thể sử dụng. Sau khi bị hơi thở dị giới ăn mòn, Phù Văn đặc biệt ra đời, người nắm giữ nó có thể thông qua việc giết sinh vật dị giới hấp thụ hơi thở và linh hồn của nó, giúp Phù Văn ma hóa này thăng cấp. Lâm Lạc Thầm cảm thán, một món đạo cụ có thể tiếp tục phát triển có lẽ nó mới là chiến lợi phẩm lớn nhất trong bí cảnh này a. À? Hệ thống lúc này cũng thông báo, bạn đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trong bí cảnh, nên sẽ nhận được phần thưởng. Bạn nhận được 100.000 điểm kinh nghiệm, cấp bậc của bạn thắng lên level 24, giá trị thuộc tính bốn chiều cố định tăng 4 nhận được 16 điểm thuộc tính tự do, bạn nhận được 10.000 tiền vàng phủ. Cảm nhận sức mạnh cuộn trào trong cơ thể, Lâm Lạc thở phào nhẹ nhõm thốt lên. Cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Chưa dừng lại ở đó, hệ thống tiếp tục thông báo. Bạn nhận được đạo cụ đặc biệt, huân chương chữ thập sống lại. Nhận được đạo cụ đặc biệt, khế ước minh hà, nhận được một cuốn sách liên quan đến thay đổi ngành nghề, nhận được biệt danh đặc biệt, người khai hoang, nhận được hai điểm kỹ năng. 100.000 điểm kinh nghiệm, thăng một lúc 4 cấp lại còn nhận được bao nhiêu là phần thưởng tuyệt vời. Sách liên quan đến thay đổi ngành nghề, sau khi sử dụng sẽ khởi động nhiệm vụ thay đổi ngành nghề ẩn giấu liên quan đến ngành nghề bản thân hiện có. Ở bên ngoài lúc này nhóm người dĩ ngưng và bà cô đang đứng đợi mỏi mòn chờ tên bên trong hẹo. Thế nhưng chợt lâm lạc từ từ hiện ra từ bí cảnh. Mấy tên đệ bịt mặt lúc này nâng cao cảnh giác nhắc nhở. Bí cảnh đang mở ra, có người ra ngoài rồi. Chắc hẳn là thất bại không qua được rồi. Không biết là đội ngũ nào lại dám cướp đồ trước mắt chúng ta. Đây lễ nào là? Cái gì? Chỉ có một người thôi sao? Chắc chắn là không nhầm, nhất định là như thế. Người đẹp tên Thanh lúc này tiến tới bắt chuyện với Lâm Lạc. Tôi nhớ ra cậu rồi, cậu là em trai lần trước tôi gặp đúng không? Đứa trẻ đáng thương, nhất định là đồng đội đã chết hết rồi, chỉ còn lại một mình cô độc. Nhưng mỗi một chức nghiệp giả đều cần phải tích lũy kinh nghiệm, cậu nhất định phải kiên cường lên nhé. Lâm Lạc nghe bà chị này nói mà chẳng hiểu kiểu gì liền bảo, mọi người đang nói cái gì thế? Chợt thanh âm của con vợ dĩ ngưng vang lên, Lâm Lạc, sao lại là cậu? lâm lạc lúc này gãi tai đáp dĩ ngưng cậu cũng đến thí luyện sao dĩ ngưng đầy lo lắng hỏi còn bị thương nặng như này nữa bí cảnh dành cho người mới rất là nguy hiểm đồng đội của cậu đâu nếu như cậu gặp chuyện gì thì phải làm sao bây giờ lâm lạc bị hỏi mà chẳng biết phải nói sao anh nói tôi đánh một mình lấy đâu ra đồng đội nói tới đây lâm lạc liền quay người rời đi quẳng lại câu tóm lại có chuyện gì thì để sau rồi nói mọi người làm gì thì cứ làm tiếp đi tôi có chút chuyện nên đi trước anh tự nhủ phải tranh thủ mang những thứ lấy được trong bí cảnh đi bán lấy tiền đã con vợ dĩ ngưng thấy anh rời đi liền chạy theo bảo ơ ờ, lâm lạc đợi tôi với mấy thằng đệ đứng sau lúc này đầy bất mãn cất tiếng thằng nhóc đó là bạn của đại tiểu thư sao tên đứng cạnh đáp hình như là vậy đại tiểu thư quá ngây thơ hy vọng là không bị lùa phải đấy thằng nhóc đó còn nói là mình vào đánh một mình bốc phét cũng không biết ngượng mồm mà người đẹp tên thanh lúc này nhắc mấy thằng đệ diệt ngưng kết bạn với ai là chuyện riêng của con bé mau canh giữ lối vào bí cảnh tránh để người khác nhắm đến thế nhưng chợt bí cảnh dần biến mất tên đệ tá hỏa thốt lên không hay rồi tình huống này không đúng lối vào bí cảnh đang tự biến mất lời giải cho câu hỏi sao lại như thế rất nhanh đã được trả lời trên người của lâm lạc đang rời đi chỉ thấy người anh lúc này hiện ra một vầng hào quang đỏ rực chị đẹp tên thanh lúc này không thể tin được che miệng thốt lên thông qua rồi lẽ nào thằng bé đó vào đó một mình thật thậm chí lúc ở trong bí cảnh đã dĩ ngưng vừa chạy theo vừa gọi lâm lạc chờ chờ tớ với lâm lạc lúc này ngoảnh mặt lại hỏi có chuyện gì sao người đẹp nghe vậy liền hỏi những người đó chỉ là bảo tiêu mà tiểu cô tìm cho ta thôi bọn hắn không tin cậu ta tin cậu nhất định sẽ không nói dối lâm lạc tỏ ý không quan tâm cho lắm bảo không sao tớ cũng không để ý tới việc đó đâu người đẹp bí chuyện liền vén lọn tóc thẹn thùng đáp vậy thì tốt rồi lâm lâm lạc khảo thí so tài đoàn đội tớ với cậu lập đội có được không mỗi khảo thí đều chia ra hai loại so tài là đoàn đội và solo. Biểu hiện sáng chói không chỉ để các trường đại học tốt hơn tuyển chọn, còn nhận được phần thưởng đặc thù nữa. Đoàn đội thường có 3 người, một tổ công lực thí luyện tháp, căn cứ công lực số tầng để phán định thành tích, khảo thí cá nhân về cơ bản là đấu trường một với một. Lâm Lạc được gái ngỏ lời liền gãi đầu bảo, nhưng, nhưng ta chỉ là tiền là một ăn 10, nếu đổi tiền là sẽ có hơn 50 vạn. Một tuần mình kiếm bằng mẹ mình kiếm cả năm, đây chính là chỗ đáng sợ của chức nghiệp giả hả. Chợt cửa phòng ở bên ngoài bị đẩy ra, thằng bạn nối khố đường thành từ ngoài hớt hải chạy vào thốt lên. Lạc ca, cuối cùng anh cũng quay về, mấy ngày nay anh chạy đi đâu vậy? Làm sao lại không đi theo lão sư của trường học để luyện cấp? Anh hình như rất nóng vội thì phải. Lâm Lạc nghe vậy chỉ vào chiếc dương trước mặt gắt lên. Nóng vội cái đầu cậu, bảo cậu tới đây không phải là để chửi ta nè, những đồ chơi này là cho cậu. Đường thành thấy mấy móng trước mặt không khỏi mắt chữ A mồm chữ Á. Cái gì, giã thú chi kiếm và hộp chiến giáp đều là cấp độ thanh đồng. Lạc ca, anh đã đánh cướp của một công tử phú nhị đại nào sao? Lâm Lạc nghe thuyết âm mưu này của thằng bạn liền cười khẩy. Suốt ngày suy nghĩ vớ vẩn, đây là ta tới ma thử bình nguyên để soát cấp khảo thí cùng cả tổ đội, sau này chúng ta sẽ tới thập đại trường trung học đùa giỡn một chút. Con hàng đường thành được tặng quà liền nhào vào định lấy thân báo đáp thằng này luôn mà bảo. Lạc ca, anh là anh ruột của ta, sau này ta sẽ mang họ của anh. Lâm Lạc thấy tên này vậy mà biến thái tới mức đó liền rén vãi bíp. Biến, biến, gia đình lão Lâm không muốn nhận cậu đâu tại nhà của dĩ ngưng lúc này thanh âm của người đàn ông vang lên hỏi ngưng nhi con nói cái gì con muốn cự tuyệt lời mời của đông phương ra sao nói đùa cái gì vậy đông phương ra thiếu gia đông phương trúc đã thức tỉnh chức nghiệp cấp s có hắn con nhất định sẽ có được top 1. ta cũng đã nói với lão gia tử đông phương con vậy mà muốn cự tuyệt lại đi tổ đội với đứa nhà quê đó sao dĩ ngưng bị cha chất vấn vẫn quả quyết bảo lưu quan điểm cha sao người lại hung dữ như vậy lâm lạc là bạn con với lại cậu ấy rất lợi hại câu ấy có thể đơn đấu bí cảnh mới sinh so với đông phương trúc cũng không có chênh lệch lắm đâu lão cha nghe tới đây liền cười tới dụng cả răng diễu cợt đơn soát bí cảnh ngược lại là có chút thú vị xem ra cũng là chức nghiệp giả cấp s dù không phải thì cũng là cấp a dĩ ngưng nghe vậy liền đính chính lại không phải là cấp a mà là mục sư cấp đề đấy lão cha đầu cắt mọi nghe tới đây liền ối rồi ôi máu dồn lên não bảo con coi ta như đứa trẻ lên ba sao con con là muốn chọc giận ta chết hay gì mục sư cấp đề đơn đấu bí cảnh Bà dì ngồi bên cạnh lúc này mới cất tiếng giải thích. "Đại ca, tiểu ngưng nói thật đó, ta cũng đã tận mắt nhìn thấy. Tiểu tử đó mặc dù là mục sư cấp D, nhưng bên trong hẳn là có dấu bí mật. Diệp Ngưng đưa ra lựa chọn chưa hẳn là không chính xác đâu." Lão cha lúc này đầu quay vòng vòng đi 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 lại nói, "Chuyện này, hai, nếu tiểu cô của con đã nói vậy, vậy con cứ làm đi. Ngày khảo thí, tại thí luyện tháp, lúc này nữ MC tóc hồng đang đứng trên thí luyện tháp cất cao volume nói: Xin chào tất cả các bạn khán giả, ta là Phạm Băng Băng, hiện ta đang phát sóng trực tiếp tại tháp thí luyện cho mọi người xem. Hôm nay sẽ có hơn 2 vạn tân sinh chức nghiệp giả tiến vào thí luyện tháp, tiến hành thi. Như chúng ta đã biết, trên thế giới có hàng nghìn tòa tháp thử luyện. Chúng là một món quà mà thần minh ban cho nhân loại chúng ta và chúng cũng là thứ không thể thiếu đối với mọi chức nghiệp giả. Trong tháp tổng cộng có 999 tầng. Tương truyền, nếu có người đột phá ngàn tầng, liền có thể đột phá hạn chế nhân thần, trở thành thần. Đương nhiên lần này chỉ là khảo thí, tân sinh chức nghiệp giả có thể đột phá 20 tầng đã là thiên tài ghê gớm rồi. Sau đây là bảng xếp hạng các tân sinh chức nghiệp giả được mong đợi nhất trong thành phố này, số 1 đương nhiên là Mộ Dung Tuyết Ngấn, người có chức nghiệp thiên sứ cấp S. Theo sau sẽ là chức nghiệp cấp S, Long Kỵ sĩ Phương Đông Trúc, nghe nói hắn thức tỉnh lúc phụ mang trứng rồng đã ấp ra hỏa diễm cự long. Ngoài ra, người xếp thứ ba tất nhiên cũng là chức nghiệp cấp S, Vô Song kiếm khách Trần Bình An. Ở một góc nào đó của trường thi, lúc này thằng Đệ Khương Thành đang lo lắng hỏi: lạc ca anh không phải bảo tìm được người thứ ba sao người đâu nếu chỉ hai chúng ta thì khác gì làm bao cát cho quái vật anh xác định người đó có chức nghiệp gây sát thương chứ lâm lạc nghe vậy liền trấn an thằng đệ bảo đừng lo người tới thì cậu sẽ biết chợt con vợ dĩ ngưng bước tới gọi lâm lạc hóa ra hai người ở đây nhiều người quá ta suýt tìm không được lần này đội chúng ta hẳn đủ rồi chứ con hàng đường thành vừa thấy người đẹp đã kích động hết lên là dĩ dĩ ngưng sao mẹ nó lạc ca anh lại dẫn hoa khôi xinh đẹp nhất lớp chúng ta tới đây, thật tuyệt vời. Lâm Lạc thấy thằng này hơi lố liền khoát tay bảo, có chuyện gì to tát sao, chuẩn bị đi, thí luyện sắp bắt đầu rồi đấy. Ở bên trên tường thành, lúc này có một tên mặt đầy nguy hiểm đang đứng nhìn xuống. Ngu xuẩn, đó là liên dĩ ngưng, thế mà lại cự tuyệt ta. Chờ tên đệ ở phía sau cất tiếng, dương hội thao người mà ngài muốn ta đã mang tới cho ngài rồi đây. Tên tóc vàng lúc này lúng túng cất tiếng, đông phương trúc thiếu ra, nghĩ không ra ngài lại tìm ta. Tên Đông Trúc lúc này mới quay người lại cất lời. Dương Hạo Nhiên, người Tân Hải, phụ thân Dương Thiếu Dũng, phó giám đốc nhà máy vật liệu thép số 7. Mẹ là Lương Thải Phân, toàn chức phu nhân đã thức tỉnh chức nghiệp cấp A, là ma kiếm sĩ, ta nói có đúng không? Tên Hạo Nhiên nghe Đông Trúc đọc vanh vách ra ra thế của mình liền rén vãi bíp gật đầu bảo. Không, không sai, lúc này hắn đang thầm giật mình đánh thót. Gia hỏa này vậy mà điều tra bối cảnh của ta, rốt cuộc đang đánh chú ý gì, gây chuyện với ta sao? Trái với suy nghĩ của con hàng Hạo Nhiên, đông trúc lúc này giải thích ta bị người khác cự tuyệt trước mắt thiếu một đồng đội ngươi vừa hay có chức nghiệp với đội của ta tên hạo nhiên được sủng ái mà không khỏi bất an mặt hớn hở hỏi thật thật sao ta đáp ứng ta một vạn lần đáp ứng đông trúc tiếp tục nói cuộc thi lần này người đi theo ta đi hạo nhiên sau khi được mời liền hiểu ra vấn đề mà tự nhủ ra là vậy ta trước đó có hai người đồng đội liền không cách nào khảo thí chỉ có thể trách bọn hắn vận khí không tốt thôi chờ tên đông trúc cất tiếng hỏi đúng rồi nghe nói trường ngươi có chức nghiệp giả ẩn giấu là liên dĩ ngưng sao tên hạo nhiên gật đầu xác nhận nói không sai nàng chức nghiệp là linh phách tuyết nữ phương đông thiếu gia chẳng lẽ coi trọng nàng đông trúc nghe vậy lẩm bẩm là linh phách tuyết nữ ư tên hạo nhiên lúc này giải thích thêm là kết hợp phong tuyết và linh hồn chức nghiệp song năng lực tiềm lực rất mạnh có thể so sánh với chức nghiệp cấp s đáng tiếc đầu óc nữ nhân đó không dùng được cự tuyệt đội ngũ của ta nói rõ nàng chỉ là hạng người thỉnh cận mà thôi tên đông trúc nghe đến đây mặt không cảm xúc nói nữ nhân có tư cách bị ta nhìn chúng chỉ có một người đó là nữ nhân của mộ dung gia tộc mộ dung tuyết ngấn ở phía bên kia lúc này mộ dung tuyết ngấn người mà tên đông trúc vừa nhắc tới đang nhìn xuống bên dưới cảm thán nghĩ không ra dĩ ngưng lại chọn hai người vô danh để lập tổ đội kỳ lạ nàng hẳn là có sự lựa chọn tốt hơn mới đúng bỏ đi ta trước tiên phải lo cho bản thân đã cô nàng tóc trắng đứng sau lúc này cất tiếng chấn an tuyết ngắn cô yên tâm đi hạng nhất lần này nhất định thuộc về cô Tay nam tử đầu đinh đứng sau lúc này cũng cung kính, miệng hạ, ta nhất định sẽ bảo vệ ngài. Tuyết ngấn quay người lại bảo, ta không chỉ quan tâm đến thứ hạng, điều ta muốn là thế giới kỳ vật, và đó chính là phần thưởng cho việc giành chức vô địch lần này. Mọi thứ đã sẵn sàng, âm thanh ban tổ chức lúc này cũng vang lên thông báo. Tất cả thí sinh chú ý, khảo thí sắp sửa bắt đầu chuẩn bị ra trận. Theo đó, rất nhanh chóng những đốm sáng phóng vào trong tháp thí luyện. Đội của Lâm Lạc lúc này đáp xuống một đồng bằng hoang vu có rất nhiều quái xung quanh con hàng đường thành vừa thấy khung cảnh xung quanh đã tá hỏa thốt lên oa wow, đây chính là thí luyện tháp sao quả nhiên như lời đồn một tầng là một thế giới độc lập đám quái thấy mùi ngon tới liền nhao nhao nhào tới kiếm ăn lâm lạc tay cầm pháp trượng cười mỉm cuối cùng cũng có thể đại triển quyền cước rồi thế nhưng người đẹp dĩ ngưng nào cho anh cơ hội thi triển quyền cước ở nơi này nóc nhà mà số 2 thì không ai là chủ nhật cô nàng trực tiếp bật mót hàn xương xâm tập biến thành tuyết nữ đẹp mê hồn ngay lập tức toàn bộ đám quái xung quanh bị hóa thành băng trắng đi bán muối ngay lập tức làm xong việc này người đẹp mới hồn nhiên cô tiên bảo lâm lạc cậu lui về sau chút ta sẽ bảo vệ cậu lâm lạc nghe vậy rén vãi linh hồn tự nhủ ta cũng muốn đại triển quyền cước mà bên trong tháp thí luyện lúc này người đẹp thuộc ban giám khảo tóc xanh đang oa lên một tiếng cảm thán số tầng thí luyện tháp được thắp sáng càng càng nhiều tay giám khảo chột mắt đứng bên cất tiếng dựa theo quy tắc đội nào trong 12 giờ thông qua tầng cao hơn sẽ có thành tích tốt hơn. Các thí sinh đang cố gắng để xung kích, đã có tiểu đội vượt qua 7 tầng, tốc độ nhanh quá. Không ngoài dự liệu, dựa theo số tầng để xếp thứ tự là đội trưởng Phương Đông Hạ và đội của Mộ Dung Tuyết Ngân, còn về phần xếp thứ ba thì, hả, vậy mà không phải là đội ngũ của Trần Bình An, tình huống gì vậy? Nhìn bộ dáng giống như là một nữ sinh chức nghiệp băng hệ đang dẫn đội, mà đồng đội của nàng ta. Về phần mình thì Lâm Lạc lúc này đang đầy bất mãn thốt lên. Vậy mà ở sau xem kịch mẹ nó, bộ lão tử giống phế vật thích bú phêm làm sao ngồi chịt đít trên đất ngắm trời trăng mây gió anh không khỏi thầm chửi đang trong kỳ thi đại học đồng đội thì liều mạng còn ngươi thì ngồi xem rốt cuộc nghĩ cái quần gì vậy chứ hả nhìn sang phía con vợ lâm lạc cất tiếng oán trách dĩ ngưng đừng có nghĩ ta là mục sư ngoại trừ đưa cho cậu bình máu thì không còn bất kỳ thủ đoạn chữa thương nào khác nhưng đúng là lũ quái vật này không xứng để ta xuất thủ dĩ ngưng nghe vậy đáp bất kể như nào thì cậu cũng là tiểu gia giòn nhất định phải bảo vệ bản thân ngoan ngoãn ở phía sau trở đi mấy con hàng chim lợn đứng hóng hớt bên trên khán đài lúc này không khỏi văng tục chửi mẹ kiếp ăn cơm mềm thì thôi đi người ăn cơm cứng cũng thành mềm chơi vậy mà được à ta nhận ra rồi nữ sinh đó là tiểu thư liễu gia liễu dĩ ngưng tồn tại là một nữ thần của trường hình như thức tỉnh chức nghiệp ẩn cấp a là linh phách tuyết nữ thì phải tiểu từ đó có phúc đức gì mà ôm được vào cái đùi này chứ ao ước ngưỡng mộ ghen ghét ta hận a kỵ sĩ ở cùng với nàng hẳn có chức nghiệp cấp c đây là dẫn theo hai phế vật rồi dùng hết sức đi lên mười mấy tầng sợ là chân của đại tiểu thư liễu gia này sắp gãy rồi đáng tiếc thật đấy chị đẹp tên thanh đang thưởng trà ở phía sau nghe bọn này nói vậy liền không khỏi cười mỉm mỉa mai phế vật sao nếu coi ra hỏa đó có thể đơn đấu bí cảnh là phế vật vậy thì 99% thí sinh ở đây coi như là phế vật rồi dĩ ngưng tiểu cô chỉ có thể giúp con tới đây hy vọng con có thể dũng cảm truy cầu tình yêu đích thực của mình đời mình ba tiếng sau Mấy con hàng thí sinh bị thương trong khi thí luyện đang diên la thảm thiết gào lên kêu bác sĩ tới cứu mạng. Tên tóc đen lúc này thở dài thườn thượt cất tiếng. Theo số tầng càng cao thì lượng thí sinh bị thương cũng nhiều hơn. Không biết có ai có thể vượt qua được 26 tầng, phá vỡ kỷ lục hay không. Dù sao thì đằng sau đó, quái vật sẽ càng mạnh hơn. Nghe nói sau 15 tầng sẽ không có xem được tình hình bên trong. Quái vật quá lợi hại, dù có đặt được thì cũng sẽ bị phá hủy. Vừa hay cũng phòng bị các thí sinh tiết lộ bài thi làm chuyên tốt cho người phía sau nhìn sang phía bảng xếp hạng thành tích, tên tóc bạc đầy trào phúng mỉa mai. Ha ha, đội ngũ của Liên diệt Ngưng trước đó còn xếp thứ ba, hiện tại hẳn đã bị đẩy khỏi top 30 rồi. Dù sao thì cũng mang theo hai tên vướng víu, cũng coi như nằm trong dự liệu a. Tên tóc đen tiếp lời, chẳng bằng núi bọn họ có thể kiên trì tới bây giờ, đã làm cho người ta ngạc nhiên rồi đó. Quay trở lại với chiến trường thí luyện, lúc này Dĩ Ngưng đang thở hồng hộc cất tiếng. Chết tiệt, tới đây đã là cực hạn rồi sao? Con hàng đường thành mặt mày nhăn nhó bảo, liên nữ thần cũng đã rất lợi hại rồi bình thường là đội ngũ dựa vào nhau còn đây căn bản là nữ thần dẫn dắt đội đạt tới 19 tầng là đã cực kỳ khủng bố rồi lâm lạc đứng sau lúc này mới cất tiếng dĩ ngưng đường thành thay đổi chủ lực tiếp theo ta dẫn hai người đi bay lắc thằng đệ họ đường vừa nghe vậy đã bán tín bán nghi cho rằng cái gì cậu đưa chúng ta bay đội trưởng không phải là dĩ ngưng sao dĩ ngưng phủ nhận ngay bảo nghĩ gì thế lâm lạc có thể đơn đấu bí cảnh tân sinh chuyện này ta không so được không tin thì cậu xem bảng thông tin của cậu ta đi, cậu có thể xem một số thông tin cơ bản trong chế độ tổ đội. Con hàng đường thành lúc này mắt chữ A mùm chữ Á gọi má khi nhìn bảng chỉ số của Lâm Lạc. Vãi bíp, Lạc ca, sao đã cấp 26 rồi, đây là đã phá vỡ kỷ lục của các thí sinh, liễu dĩ ngưng cũng chỉ có cấp 18, ta cũng chỉ có cấp 13, Lạc ca, anh thật sự đã đơn đấu bí cảnh sao. Lâm Lạc thay vì trả lời lại hỏi ngược lại thằng này, vậy cậu nghĩ những trang bị đó lấy từ đầu. Mà này diệt ngưng, cậu có thể khiến con quái vật này trở lại bình thường được không con vợ nghe vậy gật đầu chuyện này thì có thể nhưng cậu định làm gì lâm lạc đầu tiên là kích hoạt kỹ năng bệnh cái chết đen của mình sau đó mới thần thần bí bí hỏi nếu như chúng ta phóng sinh đám quái vật này cậu nghĩ nó sẽ như thế nào dĩ ngưng bày tỏ quan điểm đa số bộ phận quái vật đều lấy quần cư làm chủ nó tự biết không địch lại hẳn là sẽ trở về cầu cứu binh chẳng lẽ cậu hy vọng nó làm vậy hay gì lâm lạc gật đầu nói không sai khi phá băng hai người chuẩn bị nằm tại chỗ thăng cấp đi con vợ nghe vậy ồ lên hỏi thật sao đến bây giờ ta cũng không biết lâm lạc dựa vào cái gì để thông qua bí cảnh đúng là rất muốn biết à đám quái vật thoát ra khỏi băng liền ô a gào ầm lên rồi sau đó chim té mất dạng khiến cho lâm lạc không khỏi wow lên khen chạy nhanh ghê ra hỏa này chắc bị dọa sợ té đái rồi Chợt đầu anh đầy dấu hỏi ngây người tại chỗ chỉ trong nháy mắt con quái trốn thoát đã dẫn theo bầy đàn huynh đệ của nó quay trở lại báo thù tình huống gì vậy viện binh của nó sao nhanh vậy đã tới rồi thế này dĩ nương cũng giật mình thốt lên đây là ở đâu chui ra nhiều hùng địa tinh vậy chứ đường thành cũng nghi hoặc không thôi tiếp lời quái vật phụ cận đã bị chúng ta giải quyết không nên xuất hiện tình huống này mới đúng a à? vẫn là lâm lạc tinh mắt phát hiện đằng kia có người đường thành đồng quan điểm xác nhận đúng là có người phía sau thật đáng chết lũ quái vật này là do chúng dẫn tới là muốn keo chậm tiến độ của chúng ta làm sao lại có đám gia hỏa buồn nôn như vậy được chứ chợt một con quái đánh úp tới khiến dĩ ngưng giật mình thốt lên không hay không kịp phòng thủ rồi thế nhưng rất nhanh chóng con quái đã bay màu trong nháy mắt dĩ ngưng đứng hình tại chỗ khi thấy cảnh tượng trước mặt lâm lạc triệu thi triển sơ kin vũ khí bổ sung kỹ năng 2, tiên tổ triệu hoán vốn định thành thơi thăng cấp xem ra là không làm được như vậy rồi nói tới đây anh liền ra lệnh cho đám dũng sĩ người thần lăn lên con hàng đường thành thấy màn đề bút có phần khủng bố của lâm lạc liền thẳng thốt không thôi nói đù Lạc ca còn có loại thủ đoạn này triệu hoán thú, là sủng vật sao. Có vẻ như là bổ sung thêm kỹ năng cũng rất lợi hại nha. Ba tên tổ đội chơi dơ đứng phía sau lúc này đang mắt chữ A mùng chữ Á không thể tin được vào mắt mình khi thấy cảnh trước mặt. Tên tóc búi cất tiếng khen, đội này lợi hại quá, đối mặt với nhiều quái vật như vậy mà cũng chiếm thế thượng phong. Con hàng gò má cao chật chật vài tiếng bảo, xem ra kế hoạch dùng quái vật làm giảm đối thủ đã bị phá rồi. Tên tóc đen còn lại trong đội lúc này mặt mày nhăn nhó hét lên, chờ, chờ đã có biến rồi chúng mày ơi. Không biết có chuyện gì đột nhiên có rất nhiều quái vật đi đến. Số lượng như vậy, bọn hắn không chạy thì chỉ có con đường chết. Tên đứng giữa nghe vậy liền quay người đi mỉa mai. Ha ha, tầng này đã là cực hạn của bọn hắn rồi, không cần xem nữa, chúng ta mau nắm bắt thời gian tìm cửa vào tầng tiếp theo đi. Con hàng đường thành thấy quái bu tới đen đặc liền rén vãi bíp hỏi. Số lượng lập tức nhân lên gấp mấy lần rồi. Lạc ca, làm sao bây giờ a? À? Lâm lạc lúc này không chút nào núng bảo. Hẳn là cứu binh của con quái vật khi nãy, thế mà lại chọn thời điểm này. Cầm pháp trượng trên tay anh lẩm bẩm, cũng tới lúc rồi. Virus cái chết đen bộc phát cho ta. Lời này vừa dứt, ngay lập tức đám quái đang lao tới lập tức bay màu. Những dịch thể màu đen liên tục chui ra từ người đám quái khiến chúng rên lên thảm thiết. Hệ thống tinh tinh thông báo liên tục, đội ngũ của bạn đã đánh chết hùng địa tinh level 20, thu hoạch được 2.765 điểm kinh nghiệm, cộng 3.000, 5.000, 2.600 điểm kinh nghiệm. Thằng đệ đường thành thấy điểm nổ về nhiều thế liền ối rồi ôi thốt lên. Ôi trời, điểm kinh nghiệm thật phong phú, đúng như lời lạc ca đã nói, chỉ việc nằm tại chỗ thăng cấp. Lâm lạc nghe vậy cười mỉm, chỉ là loại này trình độ còn không đủ. Ta muốn cho cả thế giới ở cấp độ này biết, bị bao phủ bởi tử vong là như thế nào, chỉ thấy tay anh vung lên. Một đám mây hình nấm đen đặc như bom nguyên tử bao lấy toàn bộ bầu trời. Và ngay tận thế cứ như vậy, chính thức, bắt đầu bầu trời tối sầm lại khiến ngay cả hai người dĩ ngưng và đường thành cũng rén vãi linh hồn ngây người tại chỗ hệ thống liên tục tinh tinh chúc mừng đội của bạn đánh giết hùng địa tinh level 20 nhận được 2765 điểm kinh nghiệm cứ thế cả trăm vạn điểm kinh nghiệm đổ về túi ba người thằng đệ đường thành tới đây không kìm được thốt lên trời ạ à, đây là đang bão giá trị kinh nghiệm là ca thế mà lại có loại kỹ năng phóng độc trên phạm vi lớn khủng bố như vậy sao dĩ ngưng tinh ý phát hiện ra mà khẳng định đây không phải thứ này rõ ràng có tính truyền nhiễm hùng địa tinh thương đi săn giết quái vật có độc tính kháng độc của bản thân rất cao chỉ dựa vào độc căn bản không làm được như vậy lâm lạc gật gù xác nhận khen dĩ ngưng quả nhiên thông minh đây quả thật không phải độc mà là bệnh dịch virus có tính truyền nhiễm kỹ năng của ta có thể hạ virus lên người địch trong thời gian ngắn sẽ lây nhiễm tới các tế bào không khoa trương thì bên trong người của hùng địa tinh có hàm lượng bệnh độc lên tới hàng trăm triệu cộng với lây nhiễm quá nhiều hùng địa tinh giờ phút này số lượng bệnh độc ở gần không thể tính với con số hàng tỷ nữa lượng biến dẫn đến chất biến nồng đậm virus ngưng tụ thành mây độc sẽ bao phủ tầng thế giới này trương thành ối rồi ôi thốt lên vãi lạc ca đừng có dọa ta nha nhiều bệnh độc như vậy cũng đừng để nó nuốt sống ta luôn nó nha lâm lạc trấn an thẳng để nói yên tâm ta không chế được virus cậu không phải còn đang sống nhăn đứng ở đây sao tuy nhiên còn về số ít người không ở bên cạnh ta vậy coi như họ đen đuổi đi ba tên chơi dơ lúc này đang thư thái chạy khỏi chiến trường mà cười ha hả bảo các ngươi nói xem ba người đó bây giờ còn đang ở trong thí luyện tháp không? Tên đứng bên chém đinh chặt sắt khẳng định là không, nếu họ không muốn bị quái vật ăn đến xương cốt không còn. Tên đầu đinh nghe vậy nhắc nhở hai thằng này. Nếu rảnh thì không bằng đi nhanh đi, ta đã tìm ra vị trí lên tầng tiếp theo rồi, ước tính 10 phút nữa sẽ tới. Chợt hắn đứng phát lại mặt căng cực nhìn lên trên trời cao. Chuyện gì vậy? Sao trời âm u như vậy chứ? Thấy nước mưa đen ngòm từ trời rơi xuống bọn chúng đầy nghi ngại không hiểu kiểu gì văng tục, định mệnh, chuyện này, rốt cuộc là sao chứ? một đám mây đen thật lớn a à. thế rồi cả ba tên đều bắt đầu ho lên khủ khụ than thật khó chịu đột nhiên cảm giác rất khó thở đáng ghét mây này là mây gì mây độc sao tên tóc búi riêng thảm thiết a à, đầu đau như búa bổ vậy rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì chứ mau không được ta muốn rời khỏi nếu tiếp tục khảo thí sẽ không còn mạng mau rời khỏi thí luyện tháp ngay nói rồi cả ba thằng này đều búng người ra ngoài rơi tự do xuống dưới đài đám giám khảo ở trên đài quan sát lúc này đang cười ha hả bàn tán lão già tóc búi cất tiếng hỏi các ông nghĩ những tiểu gia hỏa này có thể chống đỡ bao nhiêu tầng lão đầu chọc đứng giữa tiếp lời kỷ lục những năm qua là 26 tầng năm nay sẽ khác lần này có 4 vị chức nghiệp cấp s chất lượng vượt xa lần đó ta đoán là 27 tầng thậm chí là 28 tầng lão tóc búi không cho là vậy địa quật những năm gần đây phồn tinh hải vực ngoại đều có các quái vật bạo động làm cho quân đội áp lực rất lớn lão đầu chọc đồng quan điểm bảo đúng vậy nghe nói còn có một vị tiền bối vẫn lạc thật mong những tân sinh này nhanh chóng trưởng thành tay tóc vàng nhìn sang phía trung niên nhân thư sinh hỏi cho nên tân hải thị vì khích lệ các tân sinh mới lấy thế giới kỳ vật làm phần thưởng sao phần thưởng này cũng quá lớn đi trung niên thư sinh đáp không khoa trương như vậy món thế giới kỳ vật này đã bị tổn hại đối với chức nghiệp cao đẳng không có tác dụng lớn lấy ra bồi dưỡng tân sinh chức nghiệp giả rất phù hợp cũng coi như là tận dụng kỳ vật chợt lão hói mặt biến sắc chỉ lên trời bảo hả à, đừng hàn huyện nữa các ông nhìn kìa tình hình của thí luyện tháp có chút sai sai tầng 19 hình như xuất hiện lượng lớn độc sương mù lời này vừa dứt thì hàng loạt đốm sáng đã phóng ra khỏi tháp thí luyện rồi nhanh chóng rơi tự do xuống bên dưới thật khó chịu đầu đau ngực đau nhân viên y tế đâu mau tới đây ta hình như chúng độc rồi sắp chết rồi độc này rất quỷ dị dược tế giải độc không có tác dụng tay dược tế chạy tới đám người giám thị mặt căng cực thốt lên những thí sinh này hình như đều đi ra từ tầng 19, xem ra là bị trúng độc nhưng quái vật có độc khoảng cách gần nhất không phải là tầng 26 sao? Chẳng lẽ quái vật tầng 26 chạy xuống tầng 19 sao? Sao có khả năng chứ? Không đúng, không phải chúng độc, càng xem càng giống như là đang sinh bệnh. Thanh trạng thái hiển thị rõ ràng là bị bệnh nặng, bọn họ hẳn là nhiễm phải virus. Lão già tóc búi lúc này bước tới đoán, không sai, chính là bị virus lây nhiễm, nhìn những vết ban này hẳn là virus hắc tử. Tầng 19 khả năng cao xuất hiện ôn dịch, nhưng boss có thể phát ra ôn dịch phải là ở tầng 50 mới đúng chứ? bên trong rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì chẳng lẽ là nó giở trò quỷ sao tên tóc búi lúc này mới thều thào mây độc ta chỉ nhìn thấy một đám mây độc rất lớn ta không thấy có con quái vật nào đặc biệt lợi hại ngược lại là có rất nhiều quái vật bị chết sau đó là đau đầu buồn nôn lão giám thị nhìn về phía xa lẩm bẩm chuyện này mặc kệ là nguyên nhân gì cũng may phạm vi ảnh hưởng của ôn dịch có hạn cũng may có các thí sinh lên được tầng 20 rồi nhất là mấy thí sinh chức nghiệp cấp s cao nhất cũng phải tới tầng 26, xem như vạn hạnh trong bất hạnh Tại một tầng nào đó trong tháp thí luyện, lúc này có một nhóm thức tỉnh giả đang đi. Tên Hạo Nhiên lúc này cất tiếng nịnh hót, "Đông Phương thiếu ra, ngài chuẩn bị những thứ này thật sự rất tuyệt." Tên đệ đi cùng lúc này cũng tát nước theo mưa bảo. "Đúng vậy a, à, nghĩ không ra ngài thế mà lấy được đạo cụ đặc thù nhằm vào quái vật kịch độc. Bây giờ chúng không dám tới gần chúng ta nữa." Tên Đông Trúc vẫn như cũ mặt không cảm xúc cất tiếng, "Dựa vào mạng lưới của Đông Phương gia ta, tất nhiên có sự chuẩn bị của mỗi tầng rồi." ứng phó 26 tầng căn bản không tính là gì, mục tiêu của ta là đột phá tầng 28. Tên Hạo Nhiên cố hết sức lấy lòng nói, không hổ là Đông Phương thiếu gia, quả nhiên có khí phách, có thể cùng ngài tổ đội là vinh hạnh của ta. Nếu như ta đoán không có sai, trước mắt chỉ có chúng ta tới được tầng 26. Đông Trúc mắt nhắm nghiền như thể cao nhân ẩn tàng đáp, đừng xem nhẹ những thí sinh khác, nhất định có người ở cùng tầng với chúng ta, ví dụ như Mộ Dung Tuyết ngấn chẳng hạn, nhưng nàng ta cũng chỉ có thể dừng chân ở tầng này thôi, đáng tiếc ở một góc nào đó của bí cảnh lúc này mộ dung tuyết ngấn đang cùng với hai đồng bọn khác vã mồ hôi hột chống lại đám trùng độc vây công tay thủ vệ mặc giáp vận hết công lực thi triển thần thánh thủ hộ tạo ra lớp kết giới bảo vệ ba người thế nhưng số lượng trùng độc là quá đông dưới sự tác động vật lý của chúng lớp phòng hộ mong manh này sắp vỡ nát tên thủ vệ đầu đinh mặt nhăn như khỉ ăn gừng thốt lên chết tiệt số lượng quái vật này cũng khoa trương quá rồi có vẻ chúng lấy chúng ta làm mục tiêu căn bản giết không hết làm sao bây giờ à tóc bạc đứng bên người thoát lực nói ta kiệt sức rồi mộ dung tuyết nghe vậy trấn an không sao nhờ hồng tỷ nên ta mới có thể bảo tồn thực lực tiếp theo ta lên làm chủ lực cô nàng hồng tỷ nghe vậy nói xin lỗi tuyết ngấn về chuyện khác thật ra trên thân mọi người sớm bị ta bôi kim ngọc ong đó là kịch độc mà quái vật rất yêu thích tiếp theo số lượng quái vật sẽ càng nhiều cho dù là mộ dung tuyết ngấn cô cũng không chịu nổi đâu hai người tuyết ngấn và tên thủ vệ nghe vậy đứng hình ngây ngốc tại chỗ à đàn bà vạn kiếp phôi pha tên hồng tới đây mới lộ nguyên hình cười nhếch mép à ta tiếp tục dùng ngôn ngữ khẩu hình nói gì đó với cô nàng tuyết ngấn tên thủ hộ đứng một bên không hiểu kiểu gì mặt đần thối ra à tên hồng dường như đầy bất mãn đang cam tức chỉ trích tuyết ngấn cuối cùng cơ thể à dần dần tan biến và hư vô một cách vô cùng quỷ dị thế này đây thấy à ta biến mất tên thủ vệ liền hỏi tuyết ngấn điện hạ bây giờ làm sao đây sông thẳng hay gì người đẹp tên ngấn bảo không cần thiết thành tích của chúng ta đã đủ tử cách thi đấu đơn ngày mai rồi Đến lúc đó, ta sẽ giành lại đệ nhất bảo tọa từ tay Đông Phương Trúc. Tại lối vào tầng 20, lúc này Khương Thành đang mừng hơn bố đẻ em bé cười khanh khách bảo. Ha ha, đi theo lạc ca đúng là nhẹ nhất mà, chỉ cần đi loanh quanh và tiêu diệt hết quái vật, điểm kinh nghiệm của bản thân sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Lâm lạc mặt không cảm xúc nói. Đừng cao hứng quá sớm, cậu sau này còn có rất nhiều việc phải làm đấy. Tôi không biết trong bao lâu quái vật ở tầng này lại làm mới, chúng ta mau tới tầng tiếp theo thôi. Trương Thành nghe vậy gật đầu như bổ củi, tất cả nghe lạc ca sắp xếp có lạc ca thì thí luyện tháp chỉ là cái tên trước cứ tạm leo lên ba mươi tầng gì đó là được dĩ ngưng lúc này mới tinh ý cất tiếng kỹ năng của lâm lạc mặc dù là thần kỹ cày quái nhưng khẳng định có hạn chế hẳn liên quan tới ma pháp phòng ngự quái vật từ tầng dưới đẳng cấp rất thấp ma lực phòng ngự không sao cho nên mới nhẹ nhàng bị lây nhiễm nhưng tầng đằng sau sẽ không dễ như vậy nữa đâu lâm lạc nghe vậy không khỏi khen ngợi con vợ đôi câu diệp ngưng nói không sai nhưng hạn chế không chỉ vậy chỉ khi quái vật tụ tập lại hữu dụng bên trong phó bản ngoại giới không gian lớn không khí lưu thông tốt thì tác dụng sẽ rất hạn chế dĩ ngưng tiếp tục thắc mắc còn có một chuyện phạm vi truyền bá kỹ năng lớn như vậy lúc giết chết quái vật sẽ lây lan tới các thí sinh khác tuy nói bọn họ trước khi chết sẽ rời khỏi cuộc thí luyện để ra ngoài trị liệu nhưng thành tích cơ bản là dừng lại nơi đó đấy con hàng khương thành đầy bất mãn tiếp lời vậy chúng ta bị người khác úp sọt trong khi bản thân mình lại không thể phản đam lại bọn chúng sao dĩ ngưng vẫn là suy nghĩ sâu xa hơn bảo vấn đề không phải là bị úp sọt hay không mà là nếu làm như vậy sẽ đắc tội rất nhiều người con hàng khương thành được người đẹp thông não chi thuật cho liền gãi đầu gật gù thì ra là vậy lâm lạc lúc này cười nhếch mép nói đắc tội sao là đại tranh chi thế không tranh thì vọng trách nhiệm của chức nghiệp giả mặc dù trọng đại con đường vốn là hung hiểm chỉ chút chuyện này cũng chịu không nổi sau này sao tranh phong với quái vật dị tộc cho được thằng đệ khương thành ba phải vừa nghe anh nó vậy đã quay xe hét lớn Lạc ca nói đúng, nếu là có kẻ lòng dạ hẹp hòi trả thù lạc ca, đường thành tôi là người đầu tiên phản đối. Con vợ dĩ ngưng cũng đồng quan điểm nói, tôi cũng vậy, tôi sẽ đứng về phía lâm lạc. Lâm lạc được hai đồng bạn tin tưởng liền cất tiếng bảo, đi thôi, tới tầng tiếp theo thôi. Nói rồi cả ba cùng bước vào bên trong cánh cửa bí cảnh thông tới tầng tiếp theo. Tại thí luyện tháp tầng 20, trong khi lũ quái vật đang thành thơi nhặt lá đá ống bơ ăn uống thẳng A, thì bất chợt bị hàng loạt thổ độn ập tới tấn công vụ tấn công khiến cho đất cát văng tung tóe nhấn chìm chúng vào bên trong khói bụi tan đi con hàng khương thành đứng phía xa khiêu khích hét lên ê nhìn bên này này Dơ ngón giữa vào mặt đám quái hắn mỉa mai đến đây kỹ năng vừa rồi là của tao đấy tức giận không lũ cổn lùi xấu xí có ngon thì mau đuổi theo bố mày đi xem nào màn chọc chó nghịch ngu của thằng này được đáp trả bằng việc hắn bị cả đàn quái vật đen đặc bao gồm cả trên trời mặt đất thậm chí là cả dưới cát đuổi cho chạy tụt quần thế này đây mặc dù rèn vãi bíp rồi nhưng khương thành vẫn to còi gào lớn chê mấy con gà này chạy chậm thế nhỉ sau một hồi vật vã vất vả cuối cùng khương thành cũng không làm nhục sứ mệnh mà thều thào nói với lâm lạc lạc ca quái vật tôi dẫn tới rồi mau thả virus ra đi huynh đệ xém chút bị tụi nó thịt rồi đấy lâm lạc nghe vậy cười khẩy với một thân trang bị của cậu quái vật nếu nuốt cậu sợ cũng bị táo bón ị ra tích canh luôn ấy chứ lời còn chưa kịp dứt thì đám quái vật đã tập kích tới Tuyết nữ dĩ ngưng nhanh chóng phóng tới chia đôi đám quái làm hai mảnh. Có tôi ở đây, ai cũng đừng nghĩ làm lâm lạc bị thương. Lâm lạc rảnh tay liền thi triển virus cái chết đen khiến đám quái tắm trong virus đen ngòm thế này đây. Làm xong việc này anh mới cất tiếng bảo, bắt đầu thôi, bệnh truyền nhiễm virus hắc tử bùng phát. Ở bên ngoài tháp thí luyện, lúc này đám giám thị đang rôm giả thảo luận. Ôi trời, đội của Phương Đông Trúc và vô song kiếm khách Trần Bình An đã tới tầng 27 rồi, đã phá kỷ lục của Tân Hải Thị nghĩ không ra phá kỷ lục lại có tới hai đội tân hải thị chức nghiệp giả chúng ta muốn cuột khởi quả là khó hơn lên trời tay giám thị tóc bạc đầy cảm thán bảo tiếc là thụ nhất kỳ vì đợi mộ dung tuyết ngấn nên đã dừng chân tại tầng 26. lão tóc búi lại cho rằng không nói tới mộ dung tuyết ngấn trong số những người bị đông phương trúc làm lu mờ tương lai hẳn là sẽ xuất hiện thiên kiêu thật sự đấy lão chọc tiếp lời song long tế tự năm đó lý sát đại nhân cũng chỉ xuất thân từ bình dân sau khi biểu hiện ra thiên phú sẽ bị những kẻ ghen ghét ám sát, cuối cùng không phải đang đứng sừng sững đỉnh phong đó sao? Ba nhân vật cấp cao của Đế Đô đang đứng quan sát tình hình chợt có một tên thám báo chạy tới hốt hoảng nói: "Trần lão, Vương cục trưởng, phó thành thủ đại nhân, đại sự không ổn rồi." Chỉ vào cổng tháp thí luyện hắn thốt lên, "Sau tầng 19 thí luyện tháp cũng xuất hiện xương độc, đồng thời còn đang lan lên phía trên. Chỉ trong 4 giờ ngắn ngủi, xương độc đã lan tới tang 24, ước chừng đã có tới 3000 thí sinh bị tác động tới." thậm chí có xu thế lan tới tầng 25 luôn rồi. Trước mắt trong tháp, ngoại trừ những thí sinh cấp thấp đang ở dưới tầng 19 ra, trên tầng 24 đều là những học sinh khá giỏi. Lão già tóc búi mặt đầy nhăn nhó hỏi, "Thí sinh trên tầng 24 có bao nhiêu?" Tay lính lác ấp úng báo cáo, "Không, không tới trăm người." Thư sinh nam tử lúc này đầy nghi hoặc lẩm bẩm, "Rốt cuộc thì bên trong đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đã xuất hiện boss mới sao?" Con hàng tóc vàng đứng bên cũng kinh hãi không kém tiếp lời. Ngay cả khi có boss đặc biệt cũng không thể một đường leo từ tầng 19 lên tầng 26, tôi cảm thấy càng giống người hơn ấy. Thư sinh nam tử đánh ánh mắt sang hỏi, là người làm. Ý của cậu là có người trà trộn vào đội ngũ khảo thí hay gì? Xuất hiện hạo kiếp này cũng đã qua 300 năm, hầu hết nhân loại đều dựa vào số ít chức nghiệp giả mới có thể dãy dụ cầu sinh. Nhưng trong đó cũng có người ngoại lệ với dâng hiến cho ma thần mới là phương pháp duy nhất bảo tồn văn minh nhân loại. Cho nên bọn họ ở trong bóng tối phá hỏng mọi chuyện, ý đồ phá vỡ thống trị và chính quyền nhân loại dùng việc đó để lấy lòng ma thần đám người này được xưng là đoạn lạc giả nếu như đoạn lạc giả xuất thủ hẳn là sẽ đồ sát tất cả thí sinh mới đúng làm sao có thể để họ chạy trốn chứ tay tóc vàng sau thoáng chốc suy tư liền đưa ra nhận định có phải là vì bảo tồn thực lực mục tiêu của đoạn lạc giả chính là những chức nghiệp giả cấp năm mới chăng lão già tóc búi lại cau mày than chết tiệt trong lúc khảo thí thì thí luyện tháp sẽ phong cấm chúng ta không thể vào được cũng chỉ có thể gửi gắm vào mấy vị thiên kiêu đó dù sao thì đoạn lạc giả đi vào đẳng cấp cũng không cao, chưa hẳn là đã không thể phản sát. Tại thí luyện tháp tầng 26, lúc này Lâm Lạc cùng hai đồng bọn Trương Thành và Dĩ Ngưng đang tiến vào tầng tiếp theo của tháp thí luyện. Trương Thành lúc này mặt mày nở hoa mừng hùng nói, ha ha, tôi lên cấp 20 rồi, thực lực của Lạc ca thật ngưu bức. Dù tôi có dựa vào bản thân thì hai tháng cũng không làm được vậy, Dĩ Ngưng cũng đồng quan điểm nói. Tôi cũng tới cấp 25, nếu nói ra sợ sẽ dọa rất nhiều người, còn cậu thì sao, Lâm Lạc. Lâm lạc nhìn màn hình hệ thống đáp, tôi tới cấp 30 rồi, có bốn kỹ năng mới có thể học này. Đầu tiên là thuật kích thích sinh sản, là một kỹ năng biến dị, có thể là mục tiêu trong thời gian tràn ngập dục vọng sinh sôi, áp chế lý trí, bộc lộ hành vi ham muốn với các sinh vật xung quanh với bất kỳ loại nào và bất kể giới tính nào, nơi trốn hay trạng thái. Đọc tới đây anh liền tự nhủ, đây là kỹ năng quỷ gì vậy? Còn ba kỹ năng mới đều biến thái không kém đây, cái gì mà bén nhọn ẩm ướt, viêu thuật, lâm bệnh lan tràn thuật cũng quá hung ác rồi, có thể biến dị thành kỹ năng bình thường được không? Một lượng dân tốt như mình lại phải đối mặt với những kỹ năng này. Quân tử bằng mồm thôi chứ Lâm Lạc vẫn liếm mép đầy bệnh hoạn nhấp vào ô chấp nhận mà tự nhủ. Tất nhiên là học toàn bộ, một cái cũng không bỏ rồi he he. Con vợ dĩ ngưng đứng một bên thấy vẻ mặt biến thái của Lâm Lạc liền không tự chủ được dùng mình mấy phát mà cất tiếng. Lâm, Lâm Lạc, nụ cười của cậu có chút đáng sợ đó nha. Thằng đệ trương thành cũng chung quan điểm bảo, đáng sợ cái gì, đây là biến thái mới đúng đấy. Con vợ hỏi chưa đủ bèn tiến tới chất vấn. Lâm Lạc, cậu đã học được kỹ năng mới lợi hại gì vậy? Lâm Lạc bị hỏi liền bối rối không thôi ấp úng nói. Tôi nghĩ cậu không nên biết thì hơn. Người đẹp nghe vậy liền mặt đỏ tía tai chuyển chủ đề hỏi. Đúng rồi Lâm Lạc, tới cấp 30 là có thể tiến hành lần chuyển chức thứ hai. Cậu đã chuẩn bị tốt để chuyển chức chưa? Lâm Lạc gật đầu lấy ra tập phù bảo. Chuẩn bị tốt rồi, bây giờ nhìn xem nhiệm vụ chuyển chức. Sách chuyển chức chức nghiệp ẩn mà mình có được trong bí cảnh. Lúc này không dùng thì chờ tới khi nào chứ? chợt người lâm lạc phát sáng với một vầng hào quang tội lỗi đỏ quạch phía sau vô cùng quỷ dị hệ thống lúc này thông báo bạn đã sử dụng sách chuyển chức nghiệp ẩn và chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ chuyển chức lần hai vui lòng chọn một trong hai chức nghiệp ẩn sau đây chức nghiệp nhị chuyển chú ý hai chức nghiệp ẩn này đều là lựa chọn duy nhất sau khi chọn một chức nghiệp chức nghiệp còn lại sẽ biến mất vĩnh viễn theo đó hai chức nghiệp ẩn đồng loạt hiện ra trước mặt lâm lạc lần lượt từ trái qua phải là chức nghiệp cấp s bác sĩ thất đức và cấp t u minh giáo chủ Lâm Lạc tới đây không khỏi hoang mang vô cùng. U Minh giáo chủ và bác sĩ thất đức đều là chức nghiệp mình chưa nghe qua bao giờ. Giờ nên chọn cái nào đây? U Minh giáo chủ, chức nghiệp ẩn duy nhất là chúa cứu thế của vương quốc hắc ám, hành tẩu ở giữa hoàng hôn, điểm cuối của người chết và linh hồn. Sau khi thay đổi chức nghiệp có thể hành tẩu giữa thế giới vật chất và vương quốc hoàng tuyền, điều khiển vong linh, vong hồn, năng lực người chết sau khi chuyển chức, kỹ năng đã sở hữu không thay đổi. Về sau, Kỹ năng sẽ diễn biến thành kỹ năng chuyên môn của U Minh Giáo chủ, đồng thời nhận được 10 điểm kỹ năng chuyên môn. Có thể nâng cao kỹ năng nhị chuyển của chức nghiệp này, sau khi chuyển chức thành công sẽ nhận được 10 điểm kỹ năng chuyên môn. Chú ý, bởi vì tiếp cận quá mức với hắc ám, diện mạo của người dùng sẽ vô cùng giống với người chết. Cơ thể vĩnh viễn chuyển hóa thành tử linh thể chất, mị lực với người chết tăng 10 điểm mãi mãi, đối với người sống mị lực giảm 10 điểm mãi mãi. Đọc tới đây Lâm Lạc không khỏi rợn tóc gáy cảm thán, không hổ là chức nghiệp ẩn duy nhất, hơn nữa còn thay đổi dung mạo biến thành xương khô cũng rất khó chịu nghĩ tới đây anh liền nhìn qua chức nghiệp cấp s còn lại bác sĩ thất đức chức nghiệp ẩn duy nhất sau khi chuyển chức sẽ trở thành bác sĩ tà ác nhất không có chút phẩm đức nào của một người bác sĩ kỹ năng còn mang theo hiệu quả đặc biệt sau khi thành công chuyển chức người dùng sẽ nhận được kỹ năng duy nhất không chịu trách nhiệm khi giải phẫu không chịu trách nhiệm khi giải phẫu là một loại giải phẫu cực kỳ nguy hiểm thì thuật giả sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào khi giải phẫu không đảm bảo hiệu quả giải phẫu không chịu bất kỳ kết quả nào sau khi giải phẫu chỉ có thể sử dụng lên sinh vật hình người và con người. Sau khi sử dụng kỹ năng thành công, có tỷ lệ gây sát thương nhất định lên mục tiêu. Ngẫu nhiên làm tàn tật, ngẫu nhiên làm dị dạng, ngẫu nhiên làm biến tính, ghép tạng và các hiệu quả khác. Sau khi thành công chuyển chức sẽ nhận được 10 điểm kỹ năng chuyên môn. Mẹ kiếp bác sĩ thất đức ok đấy, cứ như mở hộp mù làm cho người ta rất kích thích. Quan trọng là hộp mù này khi dùng sẽ ở trên người người khác, hậu quả cũng sẽ là người khác nhận, mình chỉ phụ trách đứng nhìn chuyện vui thôi. Ai có thể từ chối một cuộc phẫu thuật thú vị và không có trách nhiệm như vậy được chứ? Nghĩ tới đây Lâm Lạc liền giơ tay đưa ra chọn lựa của riêng mình. Hệ thống nhanh chóng thông báo, ký chủ đã lựa chọn chuyển chức, bác sĩ thất đức đã lựa chọn chức nghiệp ẩn duy nhất, bác sĩ thất đức đã nhận được nhiệm vụ ẩn duy nhất, trái tim bạch ngân. Trái tim bạch ngân là nhiệm vụ chuyển chức duy nhất, giết boss hình người cấp bạch ngân và lấy đi trái tim của nó, thời hạn hoàn thành nhiệm vụ là một tháng. Chuyển chức xong Lâm Lạc liền nói với hai người Đường Thành, Dĩ Ngưng, là tiếp theo chúng ta sẽ tách nhau ra. Diệp Ngưng thắc mắc hỏi, là vì nhiệm vụ chuyển chức sao, có cần tôi hỗ trợ không? Thằng đệ Khương Thành cũng tiếp lời nói, đúng vậy đó là ca, tôi cũng có thể giúp cậu gánh chịu lượng lớn sát thương, đi cùng nhau sẽ an toàn hơn. Lâm Lạc khoát tay giải thích, tôi cần đi giết boss hình người cấp Bạch Ngân, ở vùng ngoài sẽ tìm rất khó, dù có tìm được cũng sẽ bị lượng lớn người khác cướp mất, vừa hay trong thí luyện tháp có một con. Dĩ Ngưng có phần hoảng hốt thốt lên, ý cậu là con boss ở tầng 30, một người thì quá nguy hiểm rồi. Lâm Lạc nói, Ba người ở cùng một chỗ thì mục tiêu quá nhiều, tôi cũng không thể bảo vệ an toàn cho hai người được. Tôi chỉ thấy tiếc cho hai cậu, sẽ rất khó để lên tầng cao hơn khi thiếu mất một người." Khương Thành phản bác ngay nói, "Lạc Ca sao lại nói vậy? Không có cậu thì chúng tôi sớm đã dừng chân ở tầng 19 rồi, bây giờ lên tới tầng 26 đã là rất tốt rồi." Lâm Lạc nghe vậy vỗ vai thằng bạn nói, "Được, vậy chúng ta gặp lại sau." Khi Lâm Lạc định rời đi thì Dĩ Ngưng đã kéo tay anh lại bảo, "Đợi, đợi chút." Lấy ra một con rối người đẹp em chưa 18 ngượng ngùng nói: "Thứ này cậu cầm theo đi, ngàn vạn lần hãy chú ý an toàn, lúc này ta biết được, trên tay Dĩ Ngưng đang cầm là con rối thế thân, đạo cụ sử dụng một lần duy nhất, sau khi mang theo có thể cản lại một đòn chí mạng, sau khi sử dụng nó sẽ biến mất." Lâm Lạc khoát tay từ chối nói: "Không được, thứ này đối với cậu cũng rất quan trọng, tôi không thể nhận, quá chân quý rồi." Lúc này anh đang tự nhủ, món bảo mệnh này hẳn là người trong nhà đưa cho nàng, cầm theo nó tương đương cộng thêm một cái mạng dĩ ngưng trực tiếp ấn nó vào tay lâm lạc bảo nhất định phải nhận lấy an nguy của cậu còn quan trọng hơn nó ai bảo cậu là người mà tôi quan tâm nhất à ừ là bạn bạn bè biết mình vạ miệng dĩ ngưng liền chửi thầm trong bụng chết tiệt xem chút là nói toẹt ra rồi ở đây mà thổ lộ thì quá kỳ quá dĩ ngưng nhìn lâm lạc đầy ngại ngùng nói đúng chính là như vậy khương thành chúng ta đi thôi tạm biệt lâm lạc lúc này bối rối không thôi phần lễ này cũng quá lớn rồi mình nên làm gì đây ở phía bên kia đám thức tỉnh giả khác đang phang nhau trí chóe với đám quỷ vật trên tầng cao con hàng hạo nhiên lúc này vã mồ hôi hột thốt lên đáng ghét quái phổ thông cũng không gặp được mấy con ngược lại là đụng ngay con quái tinh anh level 35 chó săn địa ngục nếu còn tiếp tục như này thì chúng ta sẽ chết mất tên thức tỉnh giả bịt mặt lúc này tiếp cận tên đông trúc đề nghị phương đông trúc hai đội chúng ta gặp phải cũng tính là trùng hợp có muốn hợp tác không sức mạnh cũng sẽ được đảm bảo hơn đông trúc thức thời liền gật đầu đồng ý cứ thế cả hai tổ đội trung lưng đấu cật cùng nhau đối chiến với quái vật con hàng đông trúc lúc này nói nơi gần nhất đi vào cửa tầng 28 là một hồ nham thạch dày đặc nham tương nóng chảy theo ta xông lên để ta mở đường đi thanh niên áo trùm lúc này phóng tới trước thi triển tuyệt học phân quang huyễn lôi kiếm chém quái sơn khâu tiễn cước ma kiếm khí tam kết pháp thuẫn liên tiếp là những combo quyền cước được đám thức tỉnh giả trẻ tuổi thi triển trên người đám quái vật hai người tên áo trùm và đông trúc lúc này cùng nhau phóng về phía trước trước mặt bọn họ lúc này là lối vào tầng tiếp theo đông phong lúc này gấp gáp thốt lên chúng ta lên nhanh tới hồ dung nham rồi thế nhưng khi cả nhóm phóng tới cách cửa chừng hai gang thì đã bị quả núi dung nham nóng bỏng chặn lại thế này đây một con quái vật phát kén nham tương chui ra gầm rú vang trời thị uy sức mạnh con hàng đầu vàng đứng trước lúc này ăn đạn than chết tiệt tên hạo nhiên bị nham tương bắn vào người hét ầm lên là boss của tầng 27, địa ngục khuyển vương nó không phải là luôn ngủ say trong hồ dung nham sao sao giờ lại chui ra rồi Tên Mũ Trùng lúc này đầy căm tức nhìn về phía Tên Đông Trúc hét lớn. "Phương Đông Trúc, là long sủng của người đã làm cho Địa Ngục Huyền Vương kích thích sao? Bọn chúng có thuộc tính giống nhau, thôn phệ long sủng của ngươi sẽ làm cho Địa Ngục Huyền Vương tiến hóa." Tên Đông Trúc cười nhếch mép mỉa mai, "Ha ha, thôn phệ long sủng của ta, vậy phải xem nó có năng lực đó hay không đã. Trần Bình An, ngươi sẽ không phải là muốn chạy trốn đó chứ?" Trần An bị khiêu khích liền bút lôi độn vào kiếm nói, "Sao có thể chứ, dù sao ngươi và ta cũng là bằng hữu." gia tộc chúng ta đồng họa tương liên nếu địa ngục huyền vương đã để mắt tới ngươi ta sao có thể đứng ngoài nhìn chứ nói rồi cả hai thằng cùng nhau lao vào con địa ngục huyền vương quyết chiến ở bên ngoài tháp thí luyện lúc này dĩ ngưng và khương thành đang tự động truyền tống ra mà đáp đất ổn định lại tinh thần con vợ tên ngưng lúc này mặt đỏ tía tai lẩm bẩm oa wow, mình đã sờ vào tay của lâm lạc tay cậu ấy rất ấm và chắc chắn nhịp tim cũng đập rất nhanh khương thành đứng một bên cười xào trá tự nhủ he he mình có nên đổi cách xưng hô không nhỉ Người đẹp ngọt nước sau khi tự luyến liền mặt đầy lo lắng nhìn về tháp thí luyện nói. Không đúng, Lâm Lạc bây giờ đang một mình vượt tháp, mình sao có thể suy nghĩ như vậy được chứ, cậu đừng có xảy ra chuyện gì đó Lâm Lạc. Khương Thành thấy cô nàng cứ lẩm bẩm liền trêu chọc. Yên tâm đi tẩu tử, Lạc ca lợi hại như vậy, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Dĩ ngưng nghe vậy ấp úng, cậu, cậu nói cái gì thế? Khương Thành thật thà cười hà hà bảo, chuyện của hai người có thể giấu được tôi sao? Lớp 10 không phải chị hay viết thư tình cho Lạc Ca sao? Tôi trước mở ngăn kéo ở nhà của Lạc Ca trùng hợp xem qua, anh ấy giấu hơi sâu đấy. Dĩ Ngư nghe tới đây không khỏi kích động hỏi gấp, "Vậy, cậu ấy phản ứng như nào?" Lâm Lạc luôn không đáp lại mình, mình cứ nghĩ cậu ta không có đọc chứ. Khương Thành mắt nhắm nghiền đăm chiêu nói, "Thời gian đó Lạc Ca không được ổn cho lắm, ngày nào cũng lẩm bẩm cái gì mà trở về, nằm mơ, phải rất lâu sau mới hồi phục lại." Về phần chị, hẳn Lạc Ca có để trong lòng đấy. Dĩ Ngưng nghe vậy liền cảm thán, chẳng trách cậu ấy lúc trước xin nghỉ dài hạn, đúng lúc này tên Hạo Nhiên và con hàng tóc bạc cũng bị truyền tống ra ngoài. Đám giám khảo đứng từ xa thấy vậy liền bàn tán, nhìn kìa, lại có người ra rồi. Là Dương Hạo và Hòa Trương Mông, cuối cùng, những đội được mong chờ nhất đều đang giảm rồi. Con hàng Hạo Nhiên vừa thấy Dĩ Ngưng đã giả vờ quan tâm hỏi, Dĩ Ngưng không sao chứ, xông lên được bao nhiêu tầng vậy? Khương Thành thấy có thằng dám đặt chú ý lên người vợ chưa cưới của Lâm Lạc liền nhăn mặt quát tháo. Mẹ kiếp, Dương Hạo Nhiên, mày là cái thá gì? Sao lại dám gọi tẩu tử của ta thân mật như vậy? Cút cơm mự mày đi, không là lão tử đấm chết cái tên thương binh này bây giờ. Con hàng Hạo Nhiên bị dọa liền nghệt mặt ra xịt keo cứng ngắc tại chỗ thốt lên. Cái gì chứ? Tẩu tử là sao? Tên Hạo Nhiên đứng chết lặng giữa quảng trường hét lớn. Tẩu tử là cốn lai gì chứ? Khương Thành không thèm quan tâm hắn nữa trực tiếp dẫn dĩ ngưng rời đi nói. Tẩu tử, chúng ta không cần đôi co với loại này. Qua bên đó chờ lạc ca đi. Con hàng Hạo Nhiên tức giận gào lớn, "Đường Thành, ngươi nói cái gì vậy? Dĩ Ngưng từ khi nào đã trở thành tẩu tử của ngươi rồi?" Khương Thành trao cho hắn ánh mắt sắc lạnh khinh bỉ nói, "Nàng có quan hệ gì với Lạc Ca còn cần phải nhiều lời sao? Không gọi là tẩu tử thì gọi là gì? Dương Hạo Nhiên, ngươi còn dám nói bậy thì đừng trách ta động thủ đấy." Con hàng Hạo Nhiên không cam tâm bước tới chào phúng nói, "Lâm Lạc cũng chỉ là một tên phế vật, hắn tự nhủ, Đường Thành gọi nàng là tẩu tử?" nhưng nàng lại không phản bác, mình chỉ gọi nàng là Diệp Ngưng, thì nàng lại nổi nóng. Chẳng lẽ nàng thật sự, không thể nào. Nghĩ vậy hạo nhiên cay lắm chỉ thẳng mặt Khương Thành hét lớn. Một phế vật mục sư cấp D, dựa vào gì mà so sánh với ta? Còn rác rưởi cấp C như người còn dám xem thường ta à? Khương Thành lúc này trực tiếp hất tay thằng này sang một bên. Phế vật sao? Một người kéo hai chúng ta lên tới tầng 26, mà ngươi dám nói là phế vật. Dương Hạo Nhiên, dùng mắt chó của ngươi mà nhìn cẩn thận vào cho lão tử chỉ vào bảng xếp hạng Khương Thành gần giọng. Mau dương mắt chóa của mấy lên mà nhìn cho kỹ đi, Lạc ca hiện tại lên được bao nhiêu tầng. Chỉ thấy bảng xếp hạng lúc này, Lâm Lạc đang bám sát nút hai kẻ dẫn đầu là Phương Đông Trúc à Phương Nguyên. Hiện tại anh đang ở tầng thứ 27 của tòa tháp. Con hàng hạo nhiên mắt trắng dã không thể tin được thốt lên. Không, không thể nào. Lâm Lạc lại có thể đem các ngươi lên 26 tầng, thậm chí một mình chống lại tầng 27, sao lại xảy ra loại chuyện này được chứ? Đám thí sinh thất bại trong thí luyện lúc này liên tục bàn tán. Dựa vào gì mà một mục sư cấp D có thể lên được tầng cao như vậy? Trời! Trong tháp rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn có tư cách gì mà sánh vai với chức nghiệp giả cấp S chứ? Có lẽ nào những chuyện xảy ra ở các tầng là do cậu ta gây ra chăng? Đánh giám, mục sư chỉ là chức nghiệp trị liệu, cần có một đoàn đội bảo vệ. Gian lận, nhất định là gian lận mà. Trong khi hai người hạo nhiên Khương Thành đang rằng có đấu mỏ, thì chợt tay giám thị bước tới cất tiếng. Hạo nhiên, đi cùng với chúng tôi một chuyến phó thành chủ đại nhân muốn gặp cậu. Tại phủ thành chủ, lúc này hạo nhiên đang rén vãi bíp tự nhủ. Những người này mình có gặp qua trên TV, đều là những đại nhân vật máu mặt, bọn họ tìm mình làm gì, mình cũng không có gây ra chuyện gì xấu xa gì a. À. Lão già tóc múi đứng giữa lúc này cất tiếng hỏi. Vị bạn học này, không cần sốt sắng, tôi chỉ hỏi cậu vài câu, cậu khi ra khỏi tầng 27 một đường sông tháp có phát hiện dị thường không? Giống như xương độc chẳng hạn. Tên hạo nhiên được hỏi liền trả lời ngay. Xương độc, không nhìn thấy dị thường ngược lại là có. Khuyển vương địa ngục bình thường đều ngủ say đột nhiên tỉnh dậy, sau đó đội ngũ của em bị đánh trọng thương trốn về hồ dung nham. Nếu không phải vì nó thì em có thể lên thêm một tầng nữa đấy. Lão già đầu chọc tới đây mới lên tiếng. Đội của Dương Hạo Nhiên, có đội trưởng là Phương Đông Trúc thuộc đội ngũ tốt đầu tốc độ nhanh nhất, mà lại không gặp được. Xem ra, bệnh virus hắc tử không phải của thí luyện tháp, chẳng lẽ là thí sinh hay là sa đọa giả trà trộn vào. Tay mật thám lúc này từ ngoài tốc biến vào thông báo, các vị đại nhân, virus hắc tử đột nhiên dừng tại tầng 26, không có hướng tràn lan lên trên, ngoại trừ đội của Phương Đông Trúc và Trần Bình An còn có một thí sinh khác lên được tầng 27. Cả ba lão quái vật nghe tới đây đều bất ngờ không thôi gấp gáp hỏi: "Hả, là ai, lên là gì? Chức nghiệp ra sao?" Cậu ta tên Lâm Lạc, chức nghiệp là mục sư cấp D. Nam tử thư sinh lúc này không thể tin được thốt lên: "Cái gì? Một mục sư leo lên tầng 27, đừng nói thí sinh." Ngay cả một mục sư trưởng thành cũng không làm được, trừ khi phải mang theo cường giả. Tay đầu vàng đầy đăm chiêu lẩm bẩm, Lâm Lạc tôi có ấn tượng, hình như cùng đội với tiểu nha đầu Liễu gia, nhưng dù có là tiểu nha đầu đó, cũng không thể nào dẫn cậu ta lên được tầng 27 được. Hạo Nhiên hóng hớt được ít chuyện liền cất tiếng, "Các đại nhân, không phải là một mình. Đội ngũ của Lâm Lạc còn có một kỵ sĩ nham thạch cấp C, theo lý thuyết bọn họ không thể nào lên được tầng 20 được." nói tới đây thằng này trực tiếp hàn học úp so tuyên bố là gian lận tuyệt đối là gian lận các đại nhân nhất định phải quản chuyện này a à. lão giả tóc búi hừ một tiếng thầm tính toán thí luyện tháp là kỳ tích mà thần ban thưởng dù có gian lận thì cũng phải chuẩn bị những đạo cụ có thể ứng phó với quái vật chỉ điều này thôi thì chưa đủ để một mục sự có được những thành tích như vậy nghĩ tới đây lão liền đánh ánh mắt qua lão chọc bên cạnh hỏi ông nghĩ sao lão chọc nghe vậy bảo tiểu tử đó hẳn là có thủ đoạn đặc thù về khả năng xảy ra có đoạn lạc giả Hiện tại đưa ra kết luận vẫn còn quá sớm." Lão tóc búi lúc này mặt đăm chiêu nói, "Xem ra chuyện này liên quan tới Lâm Lạc, phải hào hào điều tra một phen mới được." Tại phòng chờ Liễu gia, lúc này Dĩ Ngưng đang đứng trước mặt cô gì tên Thanh nó, "Tiểu cô, tìm con có chuyện gì sao?" Chị đẹp tóc đỏ nháy mắt một phát hỏi, "Bệnh virus hắc từ đó, là thủ đoạn của Lâm Lạc sao?" Dĩ Ngưng có phần bất ngờ hỏi, "Tiểu cô, sao người biết được vậy?" Chị đẹp tóc đỏ đáp, đoán thôi, tầng 19 đến tầng 25 đều sinh ra độc. Con đội của con lại không bị ảnh hưởng, cộng thêm lâm lạc từng đơn soát bí cảnh mới sinh, hẳn cũng là cậu ta làm. Nhưng chỉ cần nghiêm túc điều tra, sớm muộn sẽ phát hiện kẻ cầm đầu là ai. Tuy nói đa số người vì bị virus hắc tử làm hỗn loạn, những thí sinh bị nhiễm bệnh có không ít người là thiếu gia thế gia, bởi vì lâm lạc làm cho bọn họ rời khỏi tháp sớm hơn, thành tích thấp hơn mong muốn. Nếu như chuyện này bị lộ ra, bọn họ chắc chắn sẽ điên cuồng báo thù. Dĩ Ngưng vừa nghe tới đây đã hoảng hốt hỏi: "Vậy, vậy xử lý sao đây? Cũng không thể để Lâm Lạc xảy ra chuyện, tiểu cô nếu đã nói như vậy, hẳn đã biện pháp xử lý rồi đúng không?" Người đẹp tóc đỏ đáp: "Không sai, về biện pháp xử lý thì chính là con." Nói tới đây cô nàng liền ghé tai nói nhỏ cho Dĩ Ngưng biết, "Cụ thể cần con làm như vậy, như vậy nè." Dĩ Ngưng nghe gì mình mách nước xong liền ngập ngừng ấp úng: "Chuyện này, có cần phải nói chuyện một chút với ba ba không?" Bà dì nói: "Chuyện này, không thể nói." cha con là một kẻ ngu dốt, nếu lão đó biết được nhất định sẽ ngăn lại. Dĩ ngưng lúc này mặt mày đỏ ửng gật đầu bảo. Con, con biết rồi. Vì lâm lạc, mình đành hiến thân vậy. Về phần mình, thì lâm lạc, lần này lâm lạc đã thi triển, tinh thần hỗn loạn thuật bắt lấy con chó. Tinh thần hỗn loạn thuật, có thể khiến mục tiêu tinh thần hỗn loạn và tấn công mục tiêu bất kỳ trong vô thức. Con boss chóa địa ngục lúc này, thay vì lao vào con bắt lâm lạc lại nhắm thẳng hướng mấy thằng quái đệ mà lao tới đám chó con thấy vậy liền ăn ẳng rén vãi linh hồn. Thế rồi một vụ nổ kinh thiên diễn ra ngay sau đó, khiến Lâm Lạc không khỏi ngẩn người tại chỗ. Lâm Lạc nhanh chóng và chết boss chó địa ngục. Hệ thống lúc này chúc mừng. Ký chủ giết được địa ngục khuyển vương, nhận được 77.500 điểm kinh nghiệm, đẳng cấp thăng lên cấp 31, giá trị thuộc tính 4 chiều cố định tăng 1 điểm, nhận được 4 điểm thuộc tính tự do, 2 điểm kỹ năng. Ký chủ đã nhận được ma tinh, nhận được trang bị, trước thiêu trủy thủ, Nhận được ma tinh quái vật đẳng cấp cao, là tinh hoa sinh mệnh của boss, có nhiều tác dụng, có thể thông qua tiêu hao vật phẩm, vật liệu luyện khí, trận pháp. Liệt diễm hộ thuẫn là một kỹ năng cấp thanh đồng, chỉ có chức nghiệp giả hệ pháp sư mới học được. Bản thân có thể dùng pháp lực triệu hoán ra liệt diễm rồi tạo thành liệt diễm hộ thuẫn, đồng thời có được khả năng phòng ngự nhất định, còn có tác dụng phản kích thiêu đốt. Trước thiếu thủy thủ cấp bạch ngân, hiệu quả giúp sức mạnh cộng 15, tinh thần cộng 30, kỹ năng bổ sung hòa độc thuộc loại kỹ năng bị động kẻ địch bị thủy thủ tấn công sẽ bị hỏa độc thiêu đốt, thông dụng toàn chức nghiệp đều có thể sử dụng. Lâm Lạc thu được mớ vật phẩm VIP liền hài lòng nói, "Không tệ, rơi ra không ít đồ tốt, chẳng lẽ mình đây là thủ sát sao?" Cũng có khả năng, dù sao loại boss này cũng rất khó giết. Những chiến lợi phẩm khác đợi quay về rồi nhìn, thời gian còn lại khoảng 2 giờ sẽ kết thúc. Phải tới nhanh tầng 30 làm nhiệm vụ chuyển chức cái đã. Nói rồi Lâm Lạc liền nhắm thẳng hướng cổng truyền tống mà phóng tới. Tại phòng khách sạn 0902 tiểu thư lý mân sau khi rời khỏi thí luyện tháp đã không biết đi hướng nào chúng tôi tìm không được người đẹp tóc vàng nghe vậy cười khẩy bảo trốn tránh tôi sao hừm vốn nghĩ cô ta xứng làm bằng hữu của tôi nghĩ không ra cuối cùng cũng chỉ là người tầm thường mà thôi hủy bỏ tất cả chức vụ của cha mẹ cô ta chặt đứt tất cả nền kinh tế của nhà cô ta tôi muốn nhà cô ta biến mất khỏi tân hải thị này nữ trợ lý lúc này nói thêm ngoài ra chuyện liên quan tới tình hình thí luyện tháp tôi đã chuẩn bị rồi tôi sẽ gửi cho ngài ngay. Một dung tuyết ngấn đứng dậy nói, không cần, nhất định là Phương Đông Trúc xếp top một, sau đó là Trần Bình An, không có gì để xem cả. Nữ trợ lý nghe vậy nói, Trần Bình An và đám người hách thiêu đã rời khỏi thí luyện tháp, dừng chân ở tầng 28. Nhưng bây giờ, ngoài Phương Đông Trúc ở tầng 28 ra, còn có cả mục sư cấp D, Lâm Lạc. Một dung tuyết nghe tới đây liền giật mình thốt lên, hả? Một mục sư cấp D lên được tầng 28, còn có loại chuyện này sao? người này tôi có ấn tượng, cùng đội với Diệp Ngưng. Đúng rồi, trong thí luyện tháp xuất hiện xương độc. Ra là như vậy, kết hợp với thời gian cụ thể, xương độc hẳn là năng lực khác của Lâm Lạc. Diệp Ngưng và tôi mặc dù kết giao không sâu, nhưng cũng có chút quen biết, nàng là đại tiểu thư gia tộc, bản tính lại giống nữ hài tử bình thường, không có chút tâm cơ gì, thiện lương như nước. Lâm Lạc rất có năng lực, Diệp Ngưng cũng có ánh mắt không tệ. Cô trợ lý đứng sau lúc này hỏi, tiểu thư, ngài có nghĩ Lâm Lạc sẽ là đối thủ mạnh không? Tuyết Ngấn đáp, dù sao, truyền nhiễm virus có hạn chế về không gian lớn nhỏ, rất khó thành khí hậu. Ở bên ngoài nếu như chỉ có xương độc virus trong tay, coi như không có vấn đề. Nếu như cậu ta có kỹ năng khó giải quyết hơn. Haha, cũng chỉ là mục sư cấp D mà thôi, nhưng tôi thực sự có chút hưng phấn đấy. Ở phía bên ngoài trên đường phố nhộn nhịp, một thanh niên tóc vàng thốt, mợ nó, mục tiêu sư đó vậy mà đơn soát lên tới tầng 28. Tên tóc đen đang cầm đĩa đồ ăn khó chịu bảo, cậu ta nhất định đã mang theo đạo cụ cấp A, dù sao cậu ta cùng đội với diệt ngưng của liên gia tên bên cạnh cầm non nước khoác vai tên tóc đen nói đúng vậy dù sao đạo cụ như vậy đối với liên gia cũng không tính là gì nghe mấy người nói vậy diệt ngưng khó chịu bảo nói bậy lâm lạc mới không có có gian lận nghe vậy đường thành dâng tay bảo tẩu tử cô nói gì cũng vô dùng à bọn họ chỉ là không chấp nhận sự thật thôi lúc này tiểu cộ lên tiếng nếu cứ đà này lâm lạc không chỉ phá kỷ lục của tân hải thị thậm chí có thể vượt qua thí sinh đế đô trở thành trạng nguyên toàn quốc nghe thế diệt ngưng quay lại hỏi Tiểu cô, thí sinh Đế Đô mạnh hơn sao? Nghe hỏi tiểu cô nói, tất nhiên kỷ lục của Tân Hải thị chúng ta chỉ có tầng 26, bên Đế Đô đã lên tới tầng 29 rồi. Người sáng tạo ra kỷ lục rất nổi danh, tên là Trịnh Minh Sâm, chức nghiệp vong linh pháp sư, vốn là người Tân Hải thị chúng ta. Đáng tiếc mấy năm trước Tân Hải thị chúng ta xảy ra một kiện đại sự, dẫn tới Trịnh gia bị diệt tộc, những tộc nhân còn sót lại chỉ có thể rời khỏi Đế Đô trở thành phụ thuộc gia tộc khác, Trịnh Minh Sâm cũng nằm trong số đó. Nghe thế Diệp Ngưng hỏi, cái tên này nghe rất quen, tiểu cô người nam đó cũng quen người này sao nghe hỏi tiểu cô nhìn lên bảng xếp hạng đáp đó cũng là chuyện đã qua không nói tới hắn nữa dựa vào năng lực của lâm lạc hẳn là sẽ lấy được thế giới kỳ vật nghe thế hai người đồng thanh kinh ngạc hỏi thế giới kỳ vật tiểu cô liền nhìn qua hai người bảo hả hai người không biết sao lần thi đại học này nếu trở thành quán quân cuộc đã xảy ra chuyện gì khi nhìn thấy cảnh trước mặt thì tự nhủ đây đây là chuyện gì ưng thú thân nữ và liễu thu khát máu đánh nhau nhưng tư thế đánh như này có chỗ nào sai sai sau một hồi quan sát tên này mới nhận ra tại một nơi khác khác đầy tuyết có đàn quái ếch tên hàn băng độc thiềm lv 43 một bóng người xuất hiện tại cửa hang động lâm lạc đang run rẩy đi vào răng và đập cành cạch nghĩ mình nghe nói ban đầu nơi này chỉ là một hồ nước bình thường nhưng nó đã biến thành hồ băng vì sự tập trung của số lượng lớn hàn băng độc thiềm nhiệt độ ở độ sâu của hồ băng có thể đạt tới khoảng âm 100 độ nếu mình bước vào một cách hấp tấp mình có thể bị chết cóng đi lòng vòng sẽ mất hơn một tiếng thời gian còn lại của mình không nhiều chỉ có thể nghĩ cách kháng cự vừa hay kỹ năng bạo của địa ngục huyền vương có tính phòng ngự mục sư là chức nghiệp pháp hệ coi như có thể thử một chút rồi kích vào học kỹ năng tiếng hệ thống vang lên học thành công liệt diễm hộ thuẫn nhìn kỹ năng lâm lạc nghĩ thầm không biết kỹ năng này sẽ biến dị thành kỹ năng gì sau khi nhìn thì hệ thống thông báo ngài học xong kỹ năng pháp thuẫn kháng thể phệ khuẩn penicillin lv 1 kỹ năng biến dị bị động thôn phệ tất cả sức mạnh nguyên tố phù hợp với cơ thể ngài sinh ra kháng thể thuộc tính vĩnh viễn có thể chủ động phóng thích ngưng tụ, đồng thời tạo ra pháp thuẫn bảo vệ chủ, có thể tạo ra hiệu quả phản kích. Vừa học xong kỹ năng đã phát huy tác dụng. Đinh hệ thống thông báo, tạo ra kháng thể chống lại rét lạnh, kháng thể rét lạnh cộng 1, tạo ra kháng thể chống lại rét lạnh, kháng thể rét lạnh cộng 1, tạo ra kháng thể chống lại rét lạnh, kháng thể rét lạnh cộng 1. Vừa nghe hệ thống thông báo Lâm Lạc thốt lên, "Ôi mẹ ơi, kỹ năng bị động lại có nhiều hiệu quả như vậy, cơ thể đang dần dần cảm giác không thấy lạnh nữa, quá nghịch thiên rồi." vừa lao tới phía trước anh nói nếu cứ tiếp tục như vậy đừng có nói lạnh dù có là nham tương trì toàn dịch hải u minh hà nơi cực đoan chi địa cũng có thể tới nhưng mà chuyện đó thì nói sau đi chuyện quan trọng nhất vẫn là tới tầng tiếp theo khi lâm lạc vừa rời đi tên phương đông trúc bước ra từ bao giờ nói long kỵ sĩ vậy rồng của người đâu làm tên này đứng hình lúc này tên phương đông trúc mới chợt nhận ra nhìn về hướng con long sủng của mình thì nó đã bị đo ván không nhúc nhích bốc khói tay tua sơ mướp thì tên này thốt lên long long sủng thì ra thứ mà hắn đánh đấm nãy giờ chính là long sủng của mình quay lại cắn răng nói thằng khốn rác rưởi như ngươi rốt cuộc đã làm gì ta nghe thế lâm lạc dâng tay lên thi pháp nói miệng còn không sạch sẽ không biết nổ nát lưỡi và đầu ngươi thì ngươi vẫn có thể nói to nữa sao tên này nghe thế khá cay cú nhưng không thể làm gì thì đe dọa ừ tiểu tử ngươi mặc dù chiếm tiện nghi làm ta bị thương nặng nhưng cũng đừng quá đắc ý hãy sống thật tốt và đợi đến khi ta xé xác ngươi trong cuộc thi cá nhân ngày mai rồi chuồn gấp thấy tên này đã yếu còn già mồm thì lâm lạc khinh thường bảo dùng cách giữ mạng để về thành khẩn cấp lại còn nói mấy câu ngoan thoại đúng là không biết mất mặt xem ta tốt như nào đi lấy đức báo oán không nói còn chuẩn bị phần tiểu lễ vật cho rồng của hắn cũng không biết phương đông hắc có vui không bỏ đi trước hết không cần nghĩ tới chuyện đó làm nhiệm vụ chuyển chức quan trọng hơn rồi quay người tiếp tục đi tới lúc này phía bên ngoài thì đám người đang chờ đợi một tên giáo sư bảo tới rồi tới rồi lại có một thí sinh rời khỏi thí luyện tháp cho tới bây giờ trong thí luyện tháp chỉ có phương đông trúc và lâm lạc không biết ai sẽ rời khỏi trước đám người xôn xao bàn tán chỉ là một mục sư cấp đê gian lận sao có thể so với long kỵ sĩ phương đông trúc chứ nói không chừng cậu ta sẽ là đại hắc mã của khảo thí này đó người rời khỏi nhất định là lâm lạc không hẳn hiện tại xem ra xương độc có lẽ là thủ đoạn của lâm lạc chết tiệt quả nhiên là chuyện tốt của hắn tôi chính là bị virus hắc từ đó hại chết nếu không phải là do tên hỗn đàn đó thì tôi có thể lên được thêm vài tầng bây giờ xem ra bị đào thải chính là lâm lạc các huynh đệ đâu lên đánh chết mợ nó đi rồi đám người xông lên định đánh hội đồng nhưng khi người xuất hiện lại là phương đông trúc làm đám người khựng lại khi xuất hiện tên này vẫn đang thở phì phò nhìn hỏi các ngươi vây quanh ta là muốn làm cái gì muốn đánh một trận sao tên người thấy vậy thì lắp bắp hỏi đông phương đông trúc sao ngài lại ra trước tên bên cạnh thì bảo không không dám cho tôi một trăm lá gan cũng không dám đánh ngài tên khoanh tay phía sau thì nhìn một hồi rồi nói đông phương đông trúc thiếu ra long sủng của ngài hình như có gì đó không ổn nghe thế đám người nhìn sang nhìn giống như cái tư thế đó là sắp chịu không nổi nữa rồi tên phương đông trúc quay lại xem thốt cái gì chưa để đám đông cùng tên chủ sủng phản ứng và thế là tiếng pháo nổ vang lên bùm 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 thứ gì đó phóng ra tự cái mông long sủng siêu cấp bom sinh hóa phóng ra đám người xung quanh giải tán không kịp chỉ có thể ho khan thốt quẹ thối thối quá lão tử muốn chết không hổ là rồng mùi vị mẹ nó thật vượt sức tưởng tượng máy thở mau đưa tôi máy thở tên phương đông trúc che miệng chửi thầm đáng chết nhất định là tên khốn kiếp đó làm ngày mai ta nhất định sẽ xé xác người thành trăm mảnh tại một nơi khác nơi nào đó của đông phương gia lúc này trong động có hai thân ảnh một người nói tính thời gian trong thí luyện tháp hẳn chỉ còn lại hạ nhi hẳn là sẽ không còn ai nữa đệ nhất thi đấu đoàn đội đối với hạ nhi hẳn là không có tính khiêu chiến nào người trung liên là tộc trưởng đông phương gia đông phương đại tông nghe vậy bảo cái này lão tổ chuyện này rất khó nói hiện tại còn có một thí sinh cùng tầng 28 với hạ nhi là mục sư cấp đề cầm bầu rượu lên ông ta bảo Mục sư, ha ha, chắc là dùng thủ đoạn nào đó thôi, chỉ dựa vào cái đó, hắn không xứng so sánh với Hạ Nhi. Đại Tông à, ngươi dù sao cũng là chức nghiệp cấp A, Đông Phương ra sớm muộn cũng sẽ giao cho người có năng lực là Hạ Nhi. Ta biết người có tâm ghen ghét, nhưng dù sao nó cũng là con của ngươi, ta cũng không muốn một đồ tôn phải chết nữa. Nghe tổ sư nói vậy, Phương Đông Đại Tông chỉnh lại kính im lặng một chốc rồi bảo, con không có. Lúc này đồng hồ vang lên có tin nhắn gửi tới, khi đọc xong tên gia chủ thốt, gửi cái gì. Hạ Nhi bị đào thải trước mục sư đó, với lại long sủng của Hạ Nhi bị tính kế. Theo miêu tả mà mùi thối của long sủng gây ra, đã bao phủ cả Hạ Nhi và rất nhiều thí sinh. Nghe vậy tên tổ sư này liền giật mình, không tin vào thứ mà tai mình nghe được thốt. Hả? À, ở phía bên trong tháp phía trước là hàn băng độc thiềm, chủng tộc, sinh vật ma hóa, con cóc. Đẳng cấp LV43, kỹ năng hàn độc, lưỡi kích, tự bạo. Ghi chú, bị khí tức dị giới ăn mòn, thể nội của hàn băng độc thiềm ẩn chứa kịch độc và khí tức cực hàn 10 phần nguy hiểm sau khi bị tấn công trí tử sẽ bật chế độ tự bạo lúc phía sau một tảng băng lâm lạc rơi trượng thò đầu ra thì pháp nói bì phu bạo liệt thuật ngay lập tức lưng con cóc nổ tung nó kêu đau đớn khi nhìn thấy tên móc lốp phá hoại nhân sinh của ếch à cóc thì máu dồn lên mắt trợn trừng thì cắn chặt răng phồng lên dám giết tao thì cùng nhau chết cô à lâm lạc thấy thế thì nhảy lên quát tự bạo mơ đi rồi tung ra kỹ năng thuật alzheimer có thể làm cho mục tiêu trong thời gian ngắn mất trí nhớ và nhớ sai những kỹ năng đã nắm giữ. Và thế là nhân sinh của cóc đã mất đi trở thành ngu si và ra đi vĩnh viễn. Đinh, bạn giết được hàn băng độc thiềm LV43, nhận được 14.000 điểm kinh nghiệm. Đáp xuống đất, cũng may là dừng lại. Được dù sao mình cũng không biết uy lực tự bạo của nó ra sao, sẽ rất rắc rối nếu nó ảnh hưởng đến mình thử xem đã rơi ra cái gì. Vật phẩm tên, hàn băng độc châu, một trong các thiên tài địa bảo, chỉ khi sống hơn trăm năm thì thể nội của hàn băng độc thiềm mới ngưng tụ ra có thể làm luyện khí, có thể sử dụng làm dược liệu, cũng có thể nuốt trực tiếp, gia tăng một điểm tinh thần. Cái gì? Ăn một viên tăng một điểm tinh thần còn không hạn chế số lần ăn. Không đúng, thiên tài địa bảo có thể gia tăng thuộc tính cũng không tính là hiếm thấy, nhưng nó cũng có giới hạn. Chỉ cần dùng quá 10 lần thì sẽ vô hiệu, cây quái trong tháp này cũng không tính là khó khăn, thứ tốt như này hẳn phải bị các chức nghiệp giả khác sát hết rồi, còn có thể để lại cho mình sao? Không phải là giả đó chứ. Khoan đã, quái vật này chỉ cần chúng trí tử nó sẽ tự bạo, chẳng lẽ là chỉ cần nó tự bạo thì vật phẩm rơi ra cũng nổ theo khả năng cao là vậy nói chung là những người có thể ngăn chặn quái vật tự bạo cơ bản đều là chức nghiệp giả đẳng cấp cao thường thường các đại lão đó sẽ cố gắng giết nhanh quái ở tầng thấp rồi leo lên tầng cao hơn thì làm gì quan tâm tới vật phẩm rơi ra từ tiểu quái chứ với lại chức nghiệp giả cấp thấp cũng không có thể lực đó đánh bại hàn băng độc thiềm cũng sẽ làm nó tự bạo căn bản không lấy được hàn băng độc châu nếu thật sự là vậy vậy trong này đúng là còn có một bảo tàng khổng lồ chưa được khai phá đáng để mình thử một lần. Và thế là quá trình hủy hoại nhân sinh của loài ếch à quên là loài cóc diễn ra, nó đang lan tỏa đến cả chủng đàn của loài cóc, tiếng kêu, tiếng nổ tiếng nói, bi phủ bạo liệt thuật vang lên. Nhìn tên nhân loại to má dám móc lốp mình, con cóc cay cú lập tức phình to tự bạo. Nhìn cảnh này từ xa, núp sau chứng ngại vật lâm lạc thò đầu ra bảo, muốn tới rồi. Tiếng nổ vang lên tuyết vang tung tuế. Đinh, ngài giết chết hàn bằng độc thiềm LV43, nhận được 14.000 điểm kinh nghiệm. Nghe được âm thanh thông báo, Lâm Lạc đứng lên từ trên cao nhìn xuống nói, chỉ có kinh nghiệm, không có vật phẩm sao vậy thì mình đoán không sai, mấu chốt chính là ngăn cản bọn chúng tự bạo thì mới nhận được Hàn Băng độc châu. Đã vậy thì tiếp tục thôi, rồi nhìn vào hang cóc bảo, mình sẽ dùng thời gian ngắn nhất để giải quyết chúng rồi gọi ra đám đệ ruột, tiến hành đồ sát tộc cóc cướp bảo. Ở phía cóc ngọa lũ ăn cướp, cùng chết đi ộp ộp, rồi nhảy lên phòng to thân thể tính tự bạo. Thấy thế Lâm Lạc quay lại, dâng trượng lên sử dụng kỹ năng quát, đừng mơ tự bạo, tiêu diệt hết những con đang tính tự bạo chưa để lâm lạc thở phào thì một dòng lũ họ hàng chút chít nhà cóc đã lao tới phía cóc bảo hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi hoặc của chúng ta anh chị em lên thấy cảnh này lâm lạc không sơ lại cười bảo ha ha bị tiếng động chiến đấu dẫn tới không ít nha nhưng rất hợp với mình và thế là một làn khói đỏ tỏa ra bao trùm hết lũ băng thiềm đang lao tới lâm lạc dâng tay cười mấy con hàn băng độc thiềm này giờ không thể tự bạo và chết vì mình đã hạ lượng lớn bệnh virus hắc từ bây giờ trong không khí đều là virus rồi nói thầm nếu bây giờ mình thêm chút và một làn khói đen bay lên bầu trời. Và thế là đinh, ngài đánh chết hàn băng độc thiềm LV43, nhận được 14.000 điểm kinh nghiệm. Và những tiếng đinh 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 vang lên, hàng loạt những thông báo đánh giết và vật phẩm rơi ra. Đinh, đẳng cấp của ngài tăng lên LV36, giá trị thuộc tính 4 chiều tăng lên 1, nhận được 4 điểm thuộc tính tự do. Thở gấp lâm lạc nói ra, mệt quá, dù sao cũng là quái vật LV43, tiêu hao so với dữ liệu còn nhiều hơn. Cũng may thu hoạch rất phong phú 248 viên hàn băng độc châu, cũng tới lúc thử chút hiệu quả rồi, đinh, ngài sử dụng hàn băng độc châu tinh thần cộng một, ngài sử dụng hàn băng độc châu tinh thần cộng một, đinh, 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 nhắm mắt cảm nhận lâm lạc diên lên trong lòng, sướng, đây chính là cảm giác giá trị thuộc tính tăng lên sao, đầu mình trở nên vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, tinh thần lực so trước kia tăng lên gấp đôi, vẫn còn tăng lên nhiều hơn, chỉ dựa vào việc tăng cấp thì cũng phải thăng cấp tối thiểu mười mấy cấp mới làm được như vậy, đinh, ma hóa phù văn của ngài hấp thụ đủ khí tức dị giới và sinh vật linh hồn hiệu dụng một hiệu quả tăng hiệu dụng hai kích hoạt hiệu dụng ba kích hoạt lâm lạc mở mắt ra nhìn dâng tay lên đỡ phù văn anh đọc dòng hiệu dụng một giá trị thuộc tính tăng gấp 10 lần có thể biến thành một con quái vật có thể lực thuộc tính chi tiết như sau ma hóa phù văn đạo cụ đặc thù hiệu dụng một toàn thuộc tính cộng 10 hiệu dụng hai ma hóa người nắm giữ có thể lợi dụng phù văn này có thể trở thành sinh vật ma hóa bất kỳ từng giết hiệu dụng ba hấp thu năng lượng có thể hấp thụ năng lượng không khí vào thể nội biên độ pháp lực tăng lên cực lớn và tốc độ hồi phục hiệu dụng 4, cấp bậc chưa đủ, chưa thể kiểm tra. Nhìn nó mà Lâm Lạc kinh ngạc, lại có niềm vui ngoài ý muốn, ma hóa phù văn còn được kích hoạt hiệu dụng 3 còn mạnh quá mức, về sau mình không cần phải lo về vấn đề tiêu hao pháp lực nữa rồi. Đúng lúc này, một con cóc khổng lồ nhảy tới bay qua đầu Lâm Lạc. Nó đáp đất ngay phía trước khiến băng tuyết văng tung tóe, lúc này chi tiết của con quái đã hiện ra, Hàn Băng Độc Thiềm Vương, Ngụy Vương cấp, chủng tộc, sinh vật ma hóa, con cóc đẳng cấp LV45. Kỹ năng: Hàn độc, lưới kích, tự bạo, cấp đồng quang tuyến giới thiệu văn tắt là vương giả được sinh ra bên trong đàm hàn băng độc thiềm thực lực tổng hợp cực mạnh dùng tay che chắn luồng khí văng tới anh bảo vừa hay thử một chút năng lực mới mà mình có được con cóc vương chưa kịp nhìn kỹ xem kẻ nào dám diệt tộc đàn của mình thì thấy một đống màu đỏ khi tiến lại gần quan sát thì nó kêu ộp nghi hoặc con cóc mà lâm lạc biến thành cũng kêu ộp ộp đáp trả nhìn con boss anh kinh ngạc thốt lên trong lòng mẹ của tôi ơi kỹ năng này đến ngay cả boss cũng có thể lừa gạt đúng là thần kỹ ám sát mà xung quanh đều là virus hắc tử dù mình không làm gì thì con boss cũng bị độc chết vừa nhảy ra sau vừa nghĩ tiếp nhưng không biết nó sẽ mất bao lâu mình lại không có nhiều thời gian để chờ đợi vừa hay góc độ này rất phù hợp vậy thì lấy nó thử tổ hợp kỹ mới của mình một chút hóa chơi âm hiểm vậy cha biến lại hình người lâm lạc cười dâng tay sử dụng kỹ năng bi phụ bạo liệt thuật ôi cảnh này thật quen thuộc và thế là một màn tương tự lại xảy ra nếu con ấu long ở đây nó sẽ vỗ vai cóc vương an ủi huynh đệ ta hiểu cảm nhận của ngươi cóc vương kêu o tiếp theo đến ta tung chiêu rồi hai luồng khí đỏ xanh xen kẽ vào nhau xuất hiện rồi triệu hoán ra đám đệ tử cho chúng lao lên tấn công con boss thấy mình không phải đối thủ của kẻ địch cóc vương liền tính tự bạo ngay lập tức lâm lạc dâng tay thả ra kỹ năng đã chuẩn bị sẵn nói tự bạo người làm không được kỹ năng thuật Alzheimer. ngay lập tức thân thể của con boss nổ tung đinh ngài giết chết hàn băng độc thiềm vương ngụy vương nhận được 100.000 điểm kinh nghiệm Đẳng cấp của ngài tăng lên cấp 36, giá trị thuộc tính bốn chiều cố định tăng lên một và nhận được bốn điểm thuộc tính tự do. Ngài nhận được Hàn Băng Vương Tuyến, ngài nhận được Hàn Băng Vương Châu, ngài nhận được năm điểm kỹ năng, ngài nhận được trang bị Hàn Băng Chi Vương Trường Tiên, ngài nhận được sách kỹ năng cấp đống quang tuyến. Lâm Lạc kinh ngạc, ừ, bạo ra nhiều đồ như vậy sao?" Nhìn vào hai món tốt nhất chi tiết của hai món hiện ra như sau. Hàn Băng Vương Châu, thiên tài địa bảo chỉ có bên trong thể nội vương giả của hàn băng độc thiềm mới có thể ngưng tụ ra nếu trực tiếp nuốt tăng 10 điểm tinh thần và ngẫu nhiên lĩnh ngộ một hạng dị năng hàn băng vương tuyến vật liệu đặc biệt tuyến độc hàn băng độc thiềm ẩn chứa kịch liệt hàn độc có thể dùng để chế tạo trang bị lâm lạc chộp về sách kỹ năng tự nói còn về sách kỹ năng cấp đống quang tuyến này hẳn là kỹ năng đã làm cho bì phu bạo liệt thuật của mình bị đóng băng trước tiên học thử một chút đinh hiện đang học ngài học xong kỹ năng tiêm đống chứng lan truyền thuật nhìn bảng kỹ năng đã biến dị anh bảo bệnh này ở thế giới bên ngoài mình có ngay qua, nó dường như được gọi là căn bệnh nan y không thể chữa khỏi và không có thuốc chữa. Nghĩ không ra, nó lại biến thành kỹ năng khống chế cường lực, có tác dụng rất lớn với mình. Chi tiết kỹ năng, tiêm đống chứng lan truyền thuật kỹ năng biến dị cấp 1, nó có thể gây ra cho mục tiêu bị bệnh thần kinh vận động, gây yếu cơ, teo cơ, tê liệt, kèm theo đông máu, chậm phát triển trí tuệ và các triệu chứng khác. Kỹ năng này không thể chữa khỏi hoặc phục hồi kéo lại vật phẩm thứ hai Lâm Lạc tự nhủ, Hàn Băng Vương Châu cũng vô cùng gây gớm, nó không chỉ tăng tinh thần mà còn có thể lĩnh ngộ được một loại dị năng, dị năng chỉ có chức nghiệp giả cấp sử thi mới có thể lĩnh ngộ ra. Đinh, ngài sử dụng Hàn Băng Vương Châu, tinh thần cộng 10, ngài đã thức tỉnh dị năng, Thứ cốt, xì xì xì. Ngay lập tức kỹ năng lại biến dị, Đinh, ngài đã thức tỉnh dị năng, Adrenaline cuồng hoan, kỹ năng chi tiết như sau, Adrenaline cuồng hoan có thể tăng tốc độ hô hấp, nhịp tim và lượng máu của mình đồng thời cường hóa tốc độ phản ứng và nhanh nhẹn mức độ cường hóa sẽ ảnh hưởng bởi tinh thần lực lưu ý dị năng này sẽ làm tiêu hao tinh thần lực nhanh chóng tiêu hao quá lớn sẽ đánh mất lý trí sau khi biết được chi tiết kỹ năng lâm lạc kinh ngạc dị năng này thật mạnh cường hóa biên độ cực lớn mang ý nghĩa chuyển đổi bội suất cực cao cộng với tinh thần lực của mình hiện tại rất cao khi đó nó sẽ tăng cường sức mạnh cho mình đến mức mình không cần phải sợ cận chiến lúc này ở phía bên ngoài tên bác sĩ đang gấp phân ra khỏi người tên phương đông húc trong sự nhòm ngó của đám người một tên nhịn cười bảo với tên gầy bên cạnh là chật nghĩ nghĩ không ra ha, phương đông chúc thế mà lại bị long sủng của mình xả phân lên người tên gầy nghe vậy cũng bảo không hổ là long tộc lượng phân thải ra không phải thứ như chúng ta có thể so sánh lúc này tên phương đông trúc đang cay cú dâng tay lên lầm bẩm giết 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 chết hắn giết hắn ngày mai tuyệt đối phải giết chết hắn thì đột nhiên một tên chỉ tay lên bảng xếp hạng kinh ngạc thốt mẹ kiếp mau nhìn kìa trong lúc chúng ta chủ quan chỉ chú ý tới long sủng xả phân tên mục sư đó đã lên tới tầng 29 rồi. Nghe thế đám đông mới chú ý lại kinh ngạc. Cái gì? Sao có khả năng chứ? Dựa vào cái gì mà một tên mục sư như hắn có thể đơn đấu soát tới tầng này chứ? Chưa để đám đông kịp dứt câu thì bảng xếp hạng lại đổi từ 29 thành tầng 30. Một người kinh ngạc thốt lên, tầng 30 nhanh quá rồi, tốc độ này so với đột phá tầng 28 còn nhanh hơn. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được, chẳng lẽ có đại lão chức nghiệp giả cấp sử thi giúp hắn đột phá? Cậu ta rốt cuộc là thần thánh phương nào? thấy cảnh này đường thành vui mừng bảo lạc ca ngưu bức anh ấy bây giờ là tâm điểm của toàn trường rồi con vợ diệt ngương cũng nắm chặt hai tay vui vẻ bảo phá rồi đã phá kỷ lục cao nhất của trịnh minh sâm năm đó rồi lúc này mấy tên giám khảo và người của các thế lục cũng kinh ngạc nói nghĩ không ra tiềm long chân chính lại là một vị mục sư tiểu tử này tiền đồ vô lượng a một người khác ngậm cành cây cũng bảo đông phương gia cùng vọng đã lâu nghĩ không ra lại bị một thí sinh làm khó ông lão chống quải trượng bảo chúng ta nhất định phải chiếu cố tốt người kế tục này Lúc này cô nàng đang mặc áo ngủ khoanh tay bảo, ngoại trừ độc vân, cậu ta quả nhiên còn có thủ đoạn khác. Nếu không tuyệt đối không thể tới được bước đường này, hiện tại thành tích thi tốt nghiệp trung học, cậu ta đã trở thành đệ nhất cả nước, thậm chí là đệ nhất lịch sử. Xem ra biện pháp lôi kéo cậu ta cần phải thay đổi rồi, chỉ cần cậu ta trở thành người của Mộ Dung gia, coi như là thế giới kỳ vật rơi vào tay cậu ta, cũng có thể chấp nhận được. Chúng ta lại trở về thí luyện tháp tầng 30. Lâm Lạc đang di chuyển vừa tự nhủ, mình đã dùng quá nhiều thời gian lên hàn băng độc thiềm rồi dẫn tới mình phải vượt tầng 24 một cách nhanh chóng. Cũng may quái vật tầng đó bản tính hiếu chiến chỉ cần tung ra một chút tinh thần hỗn loạn thuật, bọn chúng sẽ đánh giết lẫn nhau, rồi dần dần trở nên nghiêm trọng, thậm chí là chơi hội đồng với quy mô lớn. Mình liền nhân cơ hội đó đi tới tầng tiếp theo, nhẹ nhàng thông qua. Nhìn đám quái vật phía lâm lạc nghĩ, dù vậy, thời gian vẫn không đủ dư giả, phải mau tới chỗ boss. Những con rơi này hẳn là quái vật phổ biến của tầng 30, có thể lợi dụng một chút. Rồi anh nhìn sang ở phía trước thông tin quái hiện ra, trầm luân biến bức, chủng tộc sinh vật ma hóa, biên bức. Đẳng cấp cấp 45, kỹ năng, phi hành, thị huyết, âm ba công kích, lan truyền ôn dịch. Giới thiệu vắn tắt, bị khí tức dị giới ăn mòn cự hình biên bức, cực kỳ khát máu hung tàn. Rồi tung ra kỹ năng, bì phu bạo liệt thuật. Ngay lập tức một con bị đánh trúng liền kêu lên rớt xuống dưới, lập tức khiến cả đám rơi kinh động. Chúng kêu kít kít, rồi lao về phía lâm lạc đang nấp sau cành cây. Rồi lâm lạc sử dụng kỹ năng ma hóa để biến thành con rơi màu trắng bay đi, khiến đám rơi đột nhiên không thấy mục tiêu liền nghi hoặc. Vừa bay Lâm Lạc vừa nghĩ thầm tìm kiếm xung quanh, boss, boss, thời gian chỉ còn lại 20 phút, vị trí boss nhân hình ở đâu? Đột nhiên từ trên cao nhìn xuống thì thấy thứ gì đó thì nghi hoặc nghĩ, H -u hát u Đó là, đúng là một phiến mộ địa thật lớn, là hình nhân quái vật, chủ nhân của bọn chúng hẳn là boss hình nhân. Đinh, quái tên, huyết nô chủng tộc, sinh vật ma hóa, huyết tộc đẳng cấp cấp 45, kỹ năng, lực lớn vô cùng, huyễn ảnh công kích, độc chảo, hút máu. Giới thiệu vắn tắt, bị khí tức dị giới ăn mòn, huyết nô và chủ nhân của hắn bị nhốt trong thế giới này, bảo vệ chủ nhân của hắn. Khi đáp xuống đất rồi nhìn lên trên đài cao thì thấy, quái tên, huyết bộc, chủng tộc, sinh vật ma hóa, huyết tộc đẳng cấp, cấp 48, kỹ năng, huyết dịch đấu khí, huyết dịch hộ thuẫn, huyễn tượng công kích, huyết nộ. Giới thiệu vắn tắt, bị khí tức dị giới ăn mòn Huyết bộc và chủ nhân của hắn bị nhốt trong thế giới này, bảo vệ chủ nhân của hắn. Nhìn hai tên quái lâm lạc nghĩ, hai con huyết bộc này chính là quái tinh anh bảo vệ boss boss của chúng hẳn là nằm trong quan tài đó tinh thần hỗn loạn thuật không còn thời gian để do dự nữa đánh luôn rồi hóa lại hình người lao lên thì một tên huyết bộc dính chiêu lao tới đấm tên huyết tộc còn lại làm tên này không kịp phản ứng liếc qua lâm lạc vẫn nhảy tới nghĩ rất tốt các ngươi đánh càng xa càng tốt nhìn vào quan tài tự nhủ còn chưa thức tỉnh cơ hội tốt để ta cho ngươi vài cú hệ thống chi tiết cho ta biết boss tên trầm luôn nam tước cấp bạch ngân chủng tộc sinh vật ma hóa huyết tộc đẳng cấp cấp 50. kỹ năng huyết dịch đấu khí ma pháp huyết ảnh huyết nộ huyết diễm sơ ủng giới thiệu vắn tắt là huyết tộc bị khí tức dị giới ăn mòn trầm luân nam tức có được sức mạnh cường đại và ma pháp không trần trừ giơ tay thi triển kỹ năng bị phu bạo li thuật bùng máu văng tung tóe ra khỏi quan tài nhìn thấy cảnh này thì lâm lạc kinh ngạc không phải chứ miểu sát đáp xuống đất lâm lạc nghi hoặc tốt xấu gì cũng là boss không đến mức bị miểu sát đi đột nhiên các mảnh máu và vụn thịt tứ tung bắt đầu bay lên hợp lại trước sự kinh ngạc của lâm lạc và đang tụ thành hình hài của tên boss nhìn cảnh này lâm lạc kinh ngạc huyết dịch gây dựng lại về thân thể xem ra phương pháp bình thường rất khó chơi chết hắn đột nhiên con boss xào lên sóng xung kích đập vào người khiến lâm lạc bị hất văng về sau thì dùng tay che chắn nghĩ loại tấn công âm thanh nhanh quá nhìn về phía sau nghĩ thầm hỏng bét bay vụt qua đầu đám quái cả lũ nhao nhao chen chúc định túm lấy con mồi lâm lạc nghĩ thầm tình hình này không ổn chỉ có thể thử chút cái đó, rồi nhấn vào bụng của mình để kích hoạt dị năng. Ngay lập tức, dị năng adrenaline cuồng hoan kích hoạt, rồi đạp thẳng vào đầu con quái để lấy đà, lao ngược lại luồng khí tỏa ra xung quanh, Lâm Lạc hưng phấn nói, tốc độ thật nhanh, mình thậm chí có chút không khống chế được. Đây chính là adrenaline cuồng hoan sao? Cả người đều đang rất phấn khởi. Lao về phía con boss nhanh hơn, thấy thế nó lập tức dùng kỹ năng tạo ra hai bóng người, đó là huyết ảnh, kỹ năng loại phân thân người sử dụng có thể sáng tạo ra hai phân thân huyết ảnh mỗi một phân thân huyết ảnh sẽ có một nửa thực lực của nguyên chủ lao tới tấn công nhưng lâm nhạc đã lao qua chỉ để lại tàn ảnh làm hai con huyết ảnh chém hụt con boss cũng nhân cơ hội dùng máu huyễn hóa ra những xúc tua để tấn công bao trùm thẳng vào người lâm lạc tên boss công tước cười khoái trá khạc 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 nhưng nó chợt trợn tròn mắt lâm lạc chẳng bị làm sao cả vì đã dùng kỹ năng hàn lãnh kháng thể pháp thuẫn anh bảo xem ra đòn tấn công của ngươi đã kết thúc vậy thì đến lượt ta đạp mạnh vào mặt đất rồi lao về phía con boss như một viên đạn rồi xoay quanh con boss vòng vòng khiến nó bối rối không biết anh ở đâu dùng trượng thi pháp liên tục bì phu bạo liệt thuật bì phu bạo liệt thuật bì phu bạo liệt thuật con boss dính chiêu nổ tung tóe rồi lại khôi phục về nguyên trạng rồi lại nổ tung tóe sau nhiều lần như vậy nó lại ngưng tụ lâm lạc vừa vòng quanh con boss vừa nghĩ tên này giống như đánh mãi không chết vậy xem ra chỉ cần có máu thì hắn vẫn sẽ tiếp tục sống nên làm gì đây thì hai con tiểu đệ đã vòng lại tính tấn công lúc lâm lạc không để ý nhảy lên cao né đòn đánh của hai con quái tiểu đệ lâm lạc nghĩ thầm thân thể huyết tộc dường như được tạo thành từ máu hay là thử chiêu mới xem sao rồi sử dụng kỹ năng tiêm đống trứng lan truyền thuật các kiếm băng phóng về phía hai con quái tiểu đệ ở phía dưới đâm vào thân thể được tạo thành từ máu tưởng như không có chuyện gì thì ngay lập tức hàn băng lan truyền khiến hai con tiểu đệ phân thân của con boss bị đóng băng nhìn thấy hiệu quả không tưởng lâm lạc cười nói có tác dụng hiệu quả ngược lại là vượt xa dự liệu chẳng lẽ hấp huyết quỷ sợ tiệm đồng trứng không đúng hẳn là sự tiệm đống chứng lan truyền thuật bổ sung triệu chứng ngưng kết huyết dịch bọn chúng mặc dù không chết nhưng thân thể được cấu thành từ huyết dịch nhìn thấy cảnh này con boss liền nhảy lên cao lao xuống kêu lên như một con dã thú lâm lạc ngước đầu lên nhìn rồi tiếp tục thi triển kỹ năng phóng ra các thanh phi đao băng tấn công con boss tuy con boss né tránh nhưng lại bị đâm vào cánh tay phải thì nó liền phản ứng cấp tốc tự chặt cánh tay của mình để tránh bị đóng băng thấy thế lâm lạc liên tục sử dụng kỹ năng bảo tự chặt cánh tay để ngăn cản huyết dịch ngưng kết lan truyền xem ra là con boss thông minh nhưng không biết. Ngươi có thể chặt được bao nhiêu thứ trên người, rồi phóng toàn bộ về phía con boss công tước như một cơn bão màu xanh lam. Ngay lập tức con boss bị đóng băng trong một khối băng khổng lồ. Nó chỉ có thể tuyệt vọng không nói lên lời. Tiến lại gần khối băng lâm lạc giơ tay ra nói với con boss, dù bây giờ có giết ngươi, thì ngươi sẽ hóa thành huyết dịch rồi phục sinh lại. Đổi lại người khác hẳn là không làm gì được nhưng trùng hợp, ta còn có kỹ năng đặc biệt nhằm vào huyết dịch. Không biết, nếu như đốt sạch máu của ngươi thì cơ thể người còn bất tử hay không, rồi liên tiếp sử dụng hai kỹ năng huyết dịch phát sốt thuật và thống khổ gia thâm thuật ngay lập tức tiếng nổ từ phía trong tảng băng tung ra làm khối băng vỡ vụn